Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Này Bùi độ ngay từ đầu thế như trẻ tre, nhưng mà rất nhanh liền không chịu nổi, tai mắt mũi miệng chảy máu, hứa ứng thấy thế, lập tức nói chung ra, chúng ta đi giúp hắn một tay. Chuông lớn bay lên, đi theo hứa ứng, hứa ứng thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo cái chuông này gào thét bay vào lão tổ quách ra động thiên, một đường vượt qua. Qua thật lâu, hắn cùng chuông lớn rốt cục đi vào bùi độ bên người, móc ngược xuống tới, giúp bùi độ chống cự cái kia càng ngày càng hung hãn biển lửa. Bùi độ cho hắn tương trợ, rốt cục có thể buông tay ra hướng thứ 9 động thiên chỗ càng sâu đánh tới. Đột nhiên, một đạo ánh sáng như tuyết đánh vào trên chuông lớn, chuông lớn nghiêng, trên vách chuông xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Hứa ứng đem hết khả năng cung cấp cho chuông lớn khí huyết, ổn định bất động, thủ hộ lấy hắn cùng bùi độ. Chuông lớn nói, bùi tướng, trong lửa có quái đổ vật. Bùi độ vẫn như cũ đã lui, đỉnh lấy biển lửa cùng chạm mặt tới một đạo khác ánh sáng ra sức sông về phía trước. Hắn muốn làm gì, hứa ứng tâm nhắc đến trong cổ họng thôi động thiên nhãn nhìn lại không khỏi dùng mình chỉ gặp trong biển lửa kia một tòa tiên điện như ẩn như hiện tiên điện trước có một cái lại một thân ảnh bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng đứng ở tiên điện trước tắm rửa lấy tiên hỏa không nhúc nhích tí nào bùi độ duỗi ra một bàn tay nhô ra chuông lớn phạm vi bao phủ hơ lửa trong biển chộp tới cánh tay của hắn vừa mới rời đi chuông lớn liền phi tốc bốc cháy lên rất nhanh bị thiêu đến cháy đen dù là hắn có được ngập trời nguyên khí cũng vô pháp chân áp hỏa thế kia. Bùi độ rút bàn tay về, giống như là bắt được thứ gì, chăm chú ôm vào trong ngực, há miệng lớn tiếng nói với hứa ứng thứ gì. Đột nhiên chuông lớn bị lại một đảo ánh sáng đánh trúng, mất khống chế bay lên, hướng động thiên bên ngoài bay đi. Hứa ứng bắt lấy bùi độ, hướng trong chuông thẳng đi, hừng hực tiên hỏa từ dưới người bọn họ như mặt nước chảy xiết, thân thể hai người giấu ở dưới chuông, bùi độ vẫn gắt gao ôm vật kia, không chịu buông tay chuông lớn bị một đạo lại một đạo ánh sáng đánh trúng, đương đương rung động, một đường tại lão tổ quét ra trong động thiên đánh tới đánh tới, thất tha thất thiểu, cuối cùng chạy ra lão tổ quét ra động thiên, chuông lớn rơi xuống đất, hứa ứng cùng bùi độ trong chuông lăn ra, chuông lớn bị thiêu đến xích hồng, hơi thở mong manh, kêu lên a à ứng, bùi lão đầu, hôm nay việc này không có sáu thành khí huyết các người bãi bình không được ta, bùi độ đầu kia bị ngọn lửa đốt qua cánh tay răng rắc một tiếng hóa thành than cốc, rơi trên mặt đất vị này tể tướng lại vui vẻ dị thường cười nói đừng nói sáu thành khí huyết bảy thành tám thành đều đồng ý với ngươi lão tổ quách ra giật nảy mình vội vàng tiến lên nói lão bùi ngươi bùi độ cười ha ha lung la lung lay đứng dậy kích động vạn phần trong lửa có tiên nhân ta bắt được một vị tiên nhân trong ngực hắn ôm là một cái nữ đồng nhìn chỉ có tám chín tuổi hai mắt nhắm nghiền không có một tia hô hấp trái tim của nàng cũng không nhảy lên nhưng sắc mặt cũng rất hồng nhuận phơn phớt giống như là một cái còn sống người chết nàng mũi thở bên dưới còn có thiêu đốt tiên hỏa chưa từng dập tắt tiên hỏa tại nàng trong lỗ mũi ra ra vào vào hứa ứng tiến lên nói trong biển lửa tiên điện trước có rất nhiều người như vậy bọn hắn thật là tiên nhân sao bùi độ cùng lão tổ quách ra kích động vạn phần vây quanh nữ đồng kia nữ đồng kia ngọc cốt băng cơ như ngọc mài thành tìm không được một chút xíu tỉ vết một cái tiên nhân chân chính hai người sợ hãi thán phục Đột nhiên, nữ đồng kia mũi thở dưới tiên hỏa chui vào lỗ mũi, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy lồng ngực của nàng chập trùng, vậy mà khôi phục hô hấp, không chỉ có như vậy, nàng cũng dần dần có mạch đập, giống như là từ trong tử vong sống lại. Nàng lăn lông lốc ngồi dậy, chuyển động đầu lâu, nhìn về phía bốn phía, trên mặt nghi hoặc, mở miệng nói chuyện. Đó là một loại kỳ lạ ngôn ngữ, bùi độ cùng lão tổ quách ra nghe được như lọt vào trong sương mù, chuông lớn cũng là một mảnh mờ mịt, hứa ứng lại là trong lòng hơi động há miệng liền nói ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu nói nữ đồng kia sắc mặt nghiêm nghị đột nhiên thân hình phá không mà đi biến mất không còn tâm tích bùi độ cùng lão tổ quách ra ngây người tại chỗ bọn hắn thậm chí còn không tới kịp xuất thủ ngăn cản nữ đồng kia liền biến mất vô tung a à ứng vừa rồi nha đầu kia nói cái gì chuông lớn liền vội vàng hỏi bùi độ cùng lão tổ quách ra tỉnh táo lại vội vàng nhìn về phía hứa ứng vừa rồi chính là hứa ứng cùng nữ đồng kia tiên đối thoại nữ đồng tiên tài phi thân bỏ chạy hứa ứng thận trọng nói vừa rồi nàng đang hỏi nơi này là tiên giới sao ta có hay không đã phi thăng ta nói cho nàng nơi này hay là nhân gian sau đó thì sao lão tổ quách gia vội vàng nói cứ như vậy bùi độ cùng lão tổ quách gia ngốc trệ đột nhiên hai người tỉnh ngộ bùi độ lập tức đi ra ngoài nói ta đi điều động trong tộc tử đệ tìm kiếm đồng tiên hạ lạc quách huynh người bên này có tin tức đừng quên cho ta biết lão tổ quách gia cũng cuống quyết đi ra ngoài đột nhiên lại ngừng lại từ trong ngực rút ra một quyển sách hướng hứa ứng đã đánh qua. Hứa ứng đưa tay tiếp được, lão tổ quét ra đi ra ngoài, thanh âm truyền đến, năm đó ta ngộ nhập tiên nhân động phủ, đến truyền dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công, tu luyện công này, liền có thể cảm ứng được cặp mắt kia. Hứa ứng vội vàng nhìn về phía quyển kinh thư kia, quả nhiên viết dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công chữ. Về sau, ta phát giác được na tiên lúc tuổi già gặp phải, liền không tiếp tục đem công này truyền cho bất luận kẻ nào, cho dù là con của ta cũng không có truyền thụ. Người xem qua đằng sau, vô luận người có tu luyện hay không, đều hủy đi đi. Lão tổ quách ra thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thản nhiên nói, ta nhất định sẽ tiếp tục đánh. Dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng tuyệt không chịu thua. Cho dù có một chút thắng lợi hy vọng, ta cũng phải bắt cho được. Nhưng là, ta cần không có nỗi lo về sau. Nỗi lo về sau của hắn, chính là lo lắng không có kẻ đến sau, không có người cùng hắn một dạng phấn khởi phản kháng hắn cần phải có người tiếp nhận dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công giống hắn dạng này tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhưng là, hắn sẽ không cưỡng ép muốn cầu hứa ứng tu luyện môn công pháp này. Hắn cùng chu tề vân một dạng, có sự kiêu ngạo của chính mình. Hứa ứng đem quyển kinh thư kia thu hồi, chuông lớn lung la lung lay bay lên, xoay tròn một tuần, xem xét chính mình vết thương mới miệng, nói a à ứng, quách lão tổ không có lòng tin đối phó dáng cung chủ nhân sao. Hứa ứng ánh mắt chấp động, nói, dáng cung chủ nhân là cùng nê hoàn cung chủ nhân một dạng tồn tại cường đại, sự kiên nhẫn của hắn cùng nê hoàn cung chủ nhân một dạng tốt. Quách lão tổ tâm không già, lòng tin còn tại, nhưng là thân thể của hắn nhưng dần dần già rồi. Chuông lớn nói, lão bùi đi được thật nhanh, giống như là quên đi hắn còn thiếu ta bảy thành khí huyết. A à, ứng, người cái kia sáu thành khí huyết lúc nào cho ta. Hứa ứng nói, trung gia, chính người trộm. Chuông lớn đại hỉ, gian nan bay vào hắn cái ót hứa ứng nhìn về phía đồng tiên kia rời đi phương hướng thầm nghĩ trong biển lửa thật chẳng lẽ chính là tiên nhân vừa rồi nữ đồng kia cũng là tiên nhân hắn luôn cảm thấy việc này có chút cổ quái nhưng lại không rõ nội tình đành phải trước buông xuống hứa ứng lấy lại bình tĩnh lật ra dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công cẩn thận đọc đi môn công pháp này đem dáng cung yển nguyệt động thiên so sánh lô đỉnh câu lấy tâm lực trong đó ở trong yển nguyệt động thiên tu luyện cực kỳ xảo diệu lớn mạnh dáng cung tăng lên trái tim lực lượng Đằng sau, chính là câu lấy tâm lực luyện vào nhục thân hồn phách quá trình, bất quá đối với hứa ứng tới nói, bộ phận này cũng không trọng yếu. Hắn khiếm khuyết, kỳ thật chính là tu luyện như thế nào yển nguyệt động thiên. Hắn thôi động dáng cùng yển nguyệt lô đỉnh nửa bộ phận trên, đem tâm lực chưa từng bên cạnh bắt ngát trong biển lửa câu ra, lúc này, cảm giác kỳ diệu kia lại lần nữa vào tới. Hắn cảm thấy mình đứng tại trong một vùng tăm tối, phía sau một đôi mắt đang chậm rãi mở ra. Dáng cung chủ nhân, chú ý tới hắn trong hắc ám hứa ứng nhìn chăm chú đôi mắt này ghi lại đối phương khí tức hắn thôi động thái nhất đạo dẫn công giáng cung nê hoàn hai đại động thiên lực lượng liên tục không dứt tuôn ra luyện vào thể nội hứa ứng chỉ cảm thấy nhục thân của mình cường đại trước nay chưa từng có tràn ngập sinh cơ bừng bừng giơ tay nhấc chân khí lực chấn động lúc này ánh nắng đã không thích hợp tu luyện nhưng là hắn không hấp thu ngoại giới ánh nắng thể nội hai đại bí tàng liền liên tục không ngừng cung cấp cho hắn bảng bạc sinh cơ cùng lực lượng cổ vũ tu vi của hắn đây mới thật sự là động thiên phúc địa đây mới thật sự là luyện khí hứa ứng vừa mừng vừa sợ trong đầu của hắn chuông lớn đối với hắn chăm chỉ tu hành cũng rất là hài lòng nói a à ứng người mở ra nê hoàn bí tàng tu luyện nê hoàn cung chủ nhân truyền thừa lại mở ra dáng cung bí tàng tu luyện dáng cung chủ nhân truyền thừa đợi ta hai đại bí tàng muốn tu luyện đến cửu trọng thiên hai người bọn hắn ai đến ăn ngươi hứa ứng khẽ giật mình hắn không có nghĩ qua vấn đề này một bên phơi nắng ngoan thất lười biếng nói nói không chừng bọn hắn đều muốn ăn hết a ứng thế là liền đánh một trận lưỡng bại câu thương chuông lớn cười lạnh nói ta cảm thấy loại lão quái vật này nhất định sẽ cùng hòa khí khí ngồi xuống người ăn a ứng nê hoàn ta ăn a ứng dáng cung căn bản sẽ không đánh nhau thậm chí nói không chừng bọn hắn sẽ còn mời đối phương nhấm nháp một chút thủ nghệ của mình ngoan thất ngẩn ngơ nói nếu như a ứng lục đại bí tàng toàn bộ triển khai đâu dù sao cũng nên đánh nhau a à chuông lớn nói khẳng định là sáu người tòa hạ cùng một chỗ ăn cái này gọi chia ăn hứa ứng dùng mình một cái chột dạ nói trung ra ta nếu là lục đại bí tàng toàn bộ mở ra như vậy thực lực tu vi nên cỡ nào siêu phàm nhập thánh chiến thắng bọn hắn không khó ha chuông lớn nói nếu là sáu người liên thủ đánh ngươi một cái đâu hứa ứng kêu lên một tiếng đau đớn sầu não uất ức lúc này một viên hột nện vào dưới chân của hắn hứa ứng ngửa đầu nhìn lại chỉ gặp một cái tám chín tuổi ghim bím tóc nhỏ nữ đồng ngồi tại quét ra trên đầu tường, trong tay còn đang nắm một thanh anh đào. Nữ đồng kia đứng dậy, thân hình thoát một cái, liền tới đến bên cạnh hắn, ông cụ non nói, ngươi tu luyện là cái gì? Nàng dùng ngôn ngữ chính là loại kia ngôn ngữ cổ xưa, nhắc tới cũng kỳ, hứa ứng hay là nghe hiểu, lập tức dùng đồng dạng ngôn ngữ nói, ta tu luyện là Na Pháp. Na Pháp, chưa nghe nói qua, nữ đồng kia thần sắc cử chỉ như đại nhân đồng dạng, nói, người viết ra, ta xem một chút là cái nào chữ na. Hứa ứng trên mặt đất viết một cái chữ na, nữ đồng phân biệt một phen, nói, đây rõ ràng là cái chữ than, là nằm ở nơi đó bất động ý tứ. Cái chữ này đọc na, hứa ứng uốn nắn nàng, nữ đồng nói, hoặc là hẳn là đọc nạn, hứa ứng nhẫn nại tính tình nói, cùng ta đọc, na. Nữ đồng lườm hắn một cái, lớn tiếng nói, mà kệ nó là na hay là nạn, nó liền nhiệm than, nằm ngửa ý tứ. Các người tu luyện là nằm ngửa pháp thuật, đừng nằm, sau này ngươi liền đi theo ta, bảo hộ ta. Chờ lão tổ ta tu vi khôi phục, cho ngươi lợi ích to lớn, để cho ngươi không còn nằm ngửa. chương 105, bất tử tiên dược. chương 109, bất tử tiên dược. Heo sửa bản thảo mau bệnh lại tái phát, chương này sửa lại mười mấy lần, cho nàng dâu nhìn ba cái khác biệt phiên bản, mới hài lòng. Nữ đồng mặc dù ông cụ non, nhưng thanh âm nói chuyện thanh thúy, tốc độ lại nhanh, nhanh tấm một dạng cộc cộc nói không ngừng, nàng dùng loại kia tối nghĩa cổ lão ngôn ngữ nói chuyện cũng có chút không quá thuần thục thế là liền dùng bình thường ngôn ngữ cùng hứa ứng đối thoại mặc dù chợt có khó đọc cổ ngữ nhưng còn có thể nghe hiểu hứa ứng ngược lại là hai loại ngôn ngữ chuyển đổi mảy may không ngại thuận hoạt vô cùng nữ đồng đi vào đại xà trước mặt xốc lên miệng rắn thăm dò hướng bên trong nhìn một chút sau đó hai tay chắp sau lưng dạo bước đi vào sau một lúc lâu bên trong truyền đến nữ đồng thanh âm trong này rất rộng rãi cũng rất mát mẻ, còn có thanh lưỡi búa, thật nặng khí thế hung ác. Bang, bên trong truyền đến trùng điệp tiếng đánh, hẳn là nữ đồng kia đánh lưỡi búa. Lực lượng của nàng thật lớn, đem ngoan thất chấn động đến thân thể đều đứng thẳng lên. Nàng mang theo búa đá lại dạo bước đi ra, tay đi lên khẽ chống, ngoan thất liền không tự chủ được hé miệng. Búa đá kia nhỏ đi rất nhiều, chỉ có dài hơn thước ngắn, nữ đồng đưa cho hứa ứng, nói giúp ngươi sửa một chút. Hứa ứng tiếp nhận búa đá, tiện tay cắm ở bên hông, dò hỏi cô nương, người tại sao lại tại trong vùng biển lửa kia? Tiên hỏa mãnh liệt, vì sao không có bỏng ngươi? Nữ nồng nhảy đến ngoan thất trên cái chán lớn, đưa tay vuốt ve ngoan thất sau đầu đen trắng song rác, ngoan thất nhe răng, lộ ra uy hiếp chi sắc, đôi sừng này là nghịch lân của hắn, tùy tiện không cho người ta sờ. Nữ nồng bang một quyền nện xuống, ngoan thất hai mắt trắng dã, suýt nữa ngất đi, liền trung thực rất nhiều. Cái gì biển lửa, nơi đó là đâu suốt cung, ta đến đó là đào trộm tiên dược, Nữ nồng dương dương đắc ý, nói phía ngoài hỏa diễm, là đâu xuất tiên hỏa, lợi hại nhất, có thể luyện vạn vật. Trong lửa kia có tiên dược, hái chi có thể trường sinh. Chỉ cần không bị đâu xuất tiên hỏa thiêu chết, liền có thể một mực sống sót. Đâu xuất cung, hứa ứng suy tư, cái tên này có chút quen tai, giống như là ở nơi nào nghe qua. Đâu xuất cung trong tiên hỏa, trừ nữ nồng này, còn có rất nhiều rất nhiều người hoặc đứng hoặc ngồi, chẳng lẽ những người kia không phải tiên nhân, bọn hắn cũng là ý đồ trường sinh luyện khí sĩ. Chuông lớn từ hứa ứng cái ót bay ra, hỏi, người bị vây ở nơi đó bao lâu? Chúng ta cứu ra người thời điểm, người đã không có hít thở. Nữ nồng nhảy đến trước mặt của nó, quay chung quanh nó vòng vo hai vòng, đột nhiên dẫn theo nắm tay nhỏ, bang bang vài quyền nện ở trên chuông lớn. Chuông lớn giật nảy mình, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thương thế của mình tốt hơn nhiều, trên thân những cái kia ở trong biển lửa bị cắt ra vết thương, vậy mà cũng khép lại. Nữ nồng dương dương đắc ý, Bím tóc nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cười nói, hiện tại biết lão tổ lợi hại a à. Chuông lớn trước ngạo mạn sau cung kính, su nịnh nói, lão tổ xưng hô như thế nào. Tại tòa tiên sơn nào tu hành, nữ nồng nói, ta gọi chúc thiền thiền, các người có thể gọi ta thiền thiền lão tổ. Chúng ta môn này không có tiên sơn, đi đâu mà ăn chỗ nào. Ta tại đâu suốt cùng đánh cắp tiên dược, tự phong chống cự tiên hỏa, vì tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Chỉ là ta bị tiên hỏa đốt đi quá lâu, thân này tu vi bị thiêu hủy tám chín thành nàng thần thái ngạo nghễ nói những năm này ta trộm lấy tiên dược đều giấu ở thể nội đợi lão tổ ta tu vi khôi phục luyện hóa thể nội tiên dược liền lập địa phi thăng coi như đại ác nhân kia ngăn chặn phi thăng lộ cũng ngăn không được ta đến lúc đó ta mang theo các ngươi cùng một chỗ phi thăng nàng nhảy đến trên chuông lớn ngồi xuống nói trong cơ thể ta tiên dược chưa hóa chính là tiên dược hình người sẽ có thiên ma ngửi được mùi của ta tìm tới ta cần các ngươi giúp ta vượt qua nan quan Hứa ứng suy tư một lát, hướng ngoan thất nói, thất ra, người đọc sách nhiều, đâu suốt cung có tiền dược, nhân thể dáng cung vì sao có thể nối thẳng đâu suốt cung. Ngoan thất trột dạ nói, a à ứng, người không cảm thấy những sách này ta hẳn không có đọc qua sao. Chuông lớn chờ trúc thiền thiền tiến đến trước mặt, nói, nhân thể lục bí khẳng định không có đơn giản như vậy. Giáng cung bí tàng đối ứng đâu suốt cung, ngọc trì bí tàng đối ứng ngọc hư cung, nê hoàn bí tàng đối ứng hỗn độn hải, những này bờ bên kia, đều là không tầm thường địa phương thất ra ta cảm thấy nơi này tất có huyền cơ ngoan thất kêu lên một tiếng đau đớn có chút khiếp đảm cái này ta thật không biết hứa ưng đánh gãy hắn nói chúc thiền thiền tránh ở ngoài đâu suốt cung trộm tiên dược bị tiên hỏa đốt đi lâu như vậy đều không có thiêu chết nàng có thể thấy được đâu suốt cung tiên dược có thể trường sinh nhưng là mở ra dáng cung bí tàng đánh cắp tiên dược na sư vì sao không có khả năng trường sinh ngoan thất tỉnh ngộ lại đúng vậy a à. lão tổ quách ra nhanh già chết rồi hắn mở ra dáng cung cửu trọng thiên, câu lấy tâm lực hơn phân nửa chính là dáng cung tiên dược. Đã có tiên dược, vì sao hắn không có khả năng trường sinh? Trúc Thiền Thiền cái ót tìm được giữa bọn hắn, hiếu kỳ nói các ngươi đang nói cái gì? Hứa ứng đem na sư phương thức tu luyện đại khái nói một lần, nói ta phát giác na sư tu luyện pháp môn, cũng là trộm tiên dược, người cũng là trộm tiên dược, nhưng là tuổi thọ của các ngươi tranh lệch, lại khác nhau một trời một vực. Trúc Thiền Thiền cuối cùng hiểu rõ na sư tu hành lộ kính, sắc mặt đột biến, áo não nói có loại này trường sinh công pháp ta cần gì phải bốc lên nguy hiểm tính mạng lén qua bờ bên kia đánh cắp tiên dược nàng một cỗ bi thương sông lên đầu lẩm bẩm nói ta từ bỏ hết thảy sư môn gia tộc thân nhân người yêu bằng hữu địch nhân hết thảy từ bỏ chính là vì trường sinh chính là vì cái kia đổ bỏ tiên dược không nghĩ tới căn bản không cần lén qua liền có thể hái được tiên dược hứa ứng ngoan thất liếc nhau trong lòng dầu dĩ Nê hoàn ẩn cảnh trường sinh quyết khúc dạo đầu bên trong nói như phục thiên địa khí có thể trộm hỗn độn hải hái khí nê hoàn cung câu lấy thần tiên dược hỗn độn hải thần tiên dược có thể trường sinh đâu suất cung tiên dược cũng có thể trường sinh có thể thấy được na pháp nhưng thật ra là trực chỉ trường sinh công pháp hứa ứng đi tới đi lui suy tư nói na sư cũng chỉ có hai ba trăm năm tuổi thọ đừng nói trường sinh thậm chí sống không quá yêu quái như vậy vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Chuông lớn cùng ngoan thất cũng nghĩ mãi không thông. Đột nhiên, hứa ứng nhãn tình sáng lên, nhìn về phía trúc thiền thiền, nói thiền thiền lão tổ, người như thế nào luyện hóa tiên dược. Chuông lớn cùng ngoan thất cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt, na sư tuổi thọ không dài, chỉ có thể nói rõ bọn hắn luyện hóa tiên dược phương thức không đúng, trúc thiền thiền có thể luyện hóa tiên dược. Tuổi thọ đã lâu, nói rõ Trúc Thiền Thiền luyện hóa tiên dược phương thức mới là đúng. Nếu như có thể học được Trúc Thiền Thiền luyện dược phương thức, liền có thể giải quyết na sư thọ nguyên vấn đề để na sư tuổi thọ tăng nhiều. Trúc Thiền Thiền cảnh giác nói, các ngươi cũng muốn ăn ta. Hứa ứng cười nói, chúng ta vì ngươi hộ đạo, bảo đảm ngươi không bị thiên ma ăn hết, ngươi đem ngươi luyện dược công pháp truyền cho ta. Trúc Thiền Thiền do dự một chút, nói các ngươi trước giúp ta hộ đạo, ta khôi phục một chút tu vi, có sức tự vệ lại truyền thụ cho các ngươi công pháp. Miễn cho ngươi đạt được công pháp liền đem ta luyện thành thuốc uống rơi. Hứa ứng nói, ngươi trước truyền ta một nửa, Trúc Thiền Thiên mắt lộ ra hung quang, Bang một quyền đánh vào chuông lớn trên thân, ngươi là đang cùng lão tổ ta có kè mặc cả sao? Chuông lớn bị nàng một quyền đánh cho phát ra cong một tiếng vang lớn, trên vách chuông xuất hiện một vết nứt, không khỏi bối rối vạn phần, kêu lên ta đã nứt ra. a à ứng, đáp ứng nàng, nhanh lên đáp ứng nàng. Trúc Thiền Thiền quát, hỏi ngươi có sợ hay không? Hứa ứng trên mặt chính khí, nghiêm nghị không sợ, thất ra từng nói qua, uy vũ không khuất phục. Trúc Thiền Thiền bang một quyền hướng ngoan thất đập tới, quát chính là ngươi nói ngoan thất ứng quyền ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể đều bị một quyền đánh thẳng, hơi thở mong manh nói, là mạnh tử nói, không phải ta nói. Trúc thiền thiền quát, đem mạnh tử kêu đi ra, cùng lão tổ ta so tay một chút. Hứa ứng thản nhiên nói, người đánh trung gia thất gia, có thể thấy được lợi hại, người đánh ta một quyền thử một chút. Trúc thiền thiền ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lại là bang bang hai quyền đánh vào chuông lớn trên thân. Chuông lớn toàn thân vết thương từng bước từng bước nổ tung, cuống quýt kêu lên ta lại bị vỡ a à ứng chớ chọc nàng nhà đầu này hung cực kỳ người đáp ứng nàng ta liền không trộm ngươi khí huyết hứa ứng sắc mặt như thường nói Trúc thiền thiền ngươi nhìn như vô cùng cường đại kỳ thực miệng cọp gan thỏ một thân tu vi không có còn lại bao nhiêu ngươi chỉ là dùng xảo kinh mà thôi ngươi đánh ta thử một chút ta không hoàn thủ chúc thiền thiền giận dữ nhảy dựng lên bang bang hai quyền nện ở hứa ứng ngực hứa ứng không nhúc nhích tí nào chúc thiền, thiền cắn răng quyền cước cùng sử dụng, như mưa rơi trên người hứa ứng, đánh cho bang bang rung động, nhưng mà hứa ứng hay là lông tóc không thương. Tiểu nha đầu này đột nhiên ngồi dưới đất, đau đến tay chân run rẩy, qua một tiếng khóc ra thành tiếng. Nàng hai cánh tay bị hứa ứng chấn động đến lại béo vừa tròn, vô lực đánh người, chân cũng sưng tròn vo. Ngoan thất cùng chuông lớn ngốc trệ, chẳng biết tại sao có thể như vậy. Hứa ứng tiến lên, giúp Trúc Thiền Thiền vuốt vuốt hai tay, khơi thông khí huyết, lại đem nàng giày cởi, vì nàng hai chân lưu thông máu hoa ứ. Trúc Thiền Thiền hai tay lúc này mới dần dần tiêu sưng, chán nản nói, ngươi làm sao nhìn ra được. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có còn lại bao nhiêu tu vi, ta có thể đánh hai người bọn hắn, là bởi vì ta trước kia là cho Chu Thiên Tử luyện pháp bảo, đấu pháp bảo còn có thể, đánh người lại không được. Ngoan thất trong lòng buồn bực, nàng vì sao có thể đánh ta? Chẳng lẽ, Trúc Thiền Thiền sắc mặt ảm đạm, nói tu vi của ta bị đâu suốt thiên hỏa thiêu khô, không có sức tự vệ, mới từ biển lửa trốn tới ta ai cũng không biết chỉ nhận biết các ngươi hiện tại ta rất sợ sệt sợ đi ra ngoài liền bị người chộp tới luyện dược nàng nhìn lên hứa ứng hai mắt đẫm lệ ta hiện tại hương cực kỳ không tin ngươi ngửi hứa ứng hít hà trên người nàng hoàn toàn chính xác có một hương thơm kỳ lạ khiến cho người thèm ăn nhỏ rãi cố dị hương này nghĩ đến chính là tiên dược mùi thơm Trúc thiền thiền vô cùng đáng thương ngửa đầu nhìn xem hắn thấp giọng nói chờ ta luyện hóa tiên dược ta liền sẽ lớn lên, ta có thể đẹp. Ngươi nhất định sẽ thích ta, hứa ứng bất phi sở động, nói truyền ta một nửa. Trúc Thiền Thiền gặp hắn khó chơi, muốn quyết tâm, lại dọa không ngã hắn, chán nản nói ta cho ngươi là được. Nàng đứng dậy bang bang hai quyền, đem chuông lớn vết thương chữa trị, ngoan thất chịu nàng một quyền, thương thế thế mà tốt, nhanh chóng đứng lên, cười nói Thiền Thiền lão tổ vì sao có thể cho ta trị thương. Trúc Thiền Thiền nói ta là cho Chu Thiên tử luyện pháp bảo thiên công, người có pháp bảo đặc tính. Ngoan thất lấy ra giấy bút, nghe vậy ngây người, thầm nghĩ ta đem chính mình luyện thành pháp bảo rồi. Chuyện xảy ra khi nào, ta làm sao không biết. Trúc Thiền Thiền rất nhanh viết ra một thiên pháp quyết, chỉ có hơn 100 chữ, hứa ứng tiếp nhận nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng lấy ra, dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công lẫn nhau đối chiếu. Trúc Thiền Thiền luyện hóa tiên dược pháp môn, vậy mà cung yển nguyệt lô đỉnh công khúc dạo đầu có chín thành tương tự, hơn 100 chữ có hơn 90 chữ giống nhau như đúc, chỉ là câu chữ trình tự hơi có khác biệt hứa ứng ánh mắt như điện, rơi trên người Trúc Thiền Thiền, Trúc Thiền Thiền, người trong sư môn còn có người nào. Trúc Thiền Thiền bị thần thái của hắn giật nảy mình, người hung ác như thế làm cái gì? Hứa ứng vội vàng nữ khí chậm dần, ôn hòa cười nói, Thiền Thiền lão tổ trong sư môn còn có người nào? Trúc Thiền Thiền nguyết hắn một cái, nói, sư phụ ta sớm đã đi bờ bên kia, so ta đi sớm 300 năm, bất quá ta đến bờ bên kia không có tìm được hắn, hẳn là thiêu chết. Còn có chút sư huynh sư tỷ, rất nhiều người đều tại đi bờ bên kia trên đường chết mất, coi như không chết ở trên đường, cũng bị đâu suốt tiên hỏa thiêu chết. Bọn hắn sau khi rời đi, ta chính là trưởng giáo, bất quá ta môn hạ chỉ có một vị tiểu sư đệ. Ta thời điểm ra đi, niên kỷ của hắn còn nhỏ, tu vi không cao. Hứa ứng đem yển nguyệt lô đỉnh công đẩy lên trước mặt nàng, cái này có thể là người tiểu sư đệ thủ bút sao. Trúc Thiền Thiền kinh ngạc, đem yển nguyệt lô đỉnh công vội vàng xem một lần, suy tư nói, có chút giống bút tích của hắn, nhưng chúng ta đã lâu không gặp. Ta vị tiểu sư đệ kia không có tiên dược, không có khả năng sống đến bây giờ. Ngoan thất ở một bên nói, nếu như na tiên chính là hắn tiên dược đâu. Trúc thiền thiền không nói thêm gì nữa. Hứa ứng nâng bút, trên yển nguyệt lô đỉnh công làm sơ cải biến, đem những chữ kia câu điên đảo rối loạn địa phương từng cái đổi lại, lấp thiếu bổ lọt. Sau một lúc lâu, hắn lại thôi động thái nhất đạo dẫn công, điều vận yển nguyệt lô đỉnh, chỉ cảm thấy từ trong dáng cung tuôn ra tâm lực lên biến hóa vi diệu. Điểm ấy biến hóa không có ý nghĩa, nhưng là hứa ứng lại cảm thấy một mùi thơm từ tâm thất tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Đây mới thật sự là tiên dược, hứa ứng sai người đi mời quách tiểu điệp, đem sửa chữa sau, dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công, giao cho nàng, nói ta đem môn công pháp này sửa đổi một chút, để nhà ngươi lão tổ dựa theo môn công pháp này tu luyện, có thể vì hắn diên thọ. Quách tiểu điệp không khỏi kinh ngạc, hứa ứng cười nói ta có một việc đại sự muốn làm, liền không đợi quách lão tổ trở về. Ngươi nói cho hắn biết, dựa theo môn này sửa chữa sau công pháp tu luyện, hảo hảo còn sống, nói không chừng có thể chống đến ta bắt được hắc thủ phía sau màn ngày đó. Hy vọng ngày đó, hắn có thể cùng ta sánh vai một trận chiến. Quách tiểu điệp kinh hãi, vội vàng nói, người muốn rời khỏi thần đô. Người có biết hay không người bây giờ đi ra quách phủ nguy hiểm cỡ nào? Hứa ứng lườm chúc thiền thiền một chút, cười nói, đem nàng lưu tại quách phủ, quách phủ liền xong. Tiểu điệp, người giúp nàng chuẩn bị mấy món thay thế y phục, ta chỗ này không có nữ tử y phục. Trúc Thiền Thiền ông cụ non, nói tiểu nha đầu, chuẩn bị cho ta mấy món người trưởng thành y phục, qua vài ngày, ta liền sẽ giải cao lớn lên. Đúng, ngực ta rất lớn, không cần tiểu nhân, tiểu nhân nhét không xuống. Quách tiểu điệp trợn mắt hốc mồm, lắc đầu, vội vàng đi. Qua không lâu, quách tiểu điệp mang tới y phục, là chính nàng ngày bình thường mặc, Trúc Thiền Thiền ở trước ngực khoa tay một chút, nói có chút ít, khẳng định sẽ chen lấn hoảng. Nhưng cũng qua loa đã đủ dùng. Quách tiểu điệp trợn mắt nhìn, ta vẫn sinh trưởng thân thể. Trúc thiền thiền nâng lên ngoan thất miệng, đem y phục đưa vào đi, cười khanh khách nói, rất nhiều nữ nhân đều là nghĩ như vậy, song đôi khi sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Hứa ứng cũng đổi một thân vui mừng y phục, lộ ra rất là hoạt bát, đem búa đá cắm ở bên hông, cười nói tiểu điệp, giang hồ gặp lại, giang hồ gặp lại. Quách tiểu điệp thu thập tâm tình, cười nói, lần này đi đường xá hung hiểm, hứa yêu vương phải chăng có nắm chắc hứa ứng vỗ vỗ bên hông hòn đá nhỏ dìu một đường chém tới là được quách tiểu điệp hào khí tỏa ra lớn tiếng nói mở cửa đưa hứa công tử xuất phủ chúc thiền thiền cùng sau lưng hứa ứng chuông lớn bay tới chui vào hứa ứng sau đầu ngoan thất bơi đi càng ngày càng nhỏ nhảy đến đầu vai của hắn quách ra cửa lớn chậm rãi mở ra hứa ứng nhanh chân đi ra quách phủ thiếu niên trần chờ một chút chính mình một cước này phóng ra liền lại không quách phủ phù hộ chỉ sợ thần đô chính là một hồi gió tanh mưa máu. Hứa ứng trùng điệp đặt chân, thân hình ra quách phủ. Áo vải mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ. Trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Lần này đi, giết cho máu chảy thành sông lại có làm sao. linh 106, giết tới thạch phủ. linh 105, giết tới thạch phủ. Hứa ứng đi tại thần đô trên đường phố, trong lòng yên lặng nói, muốn hay không đi một chuyến nguyên phủ. Hắn bất giác nhớ tới nguyên như thị khuôn mặt, trong lòng một trận lửa nóng, đột nhiên nguyên như thị khuôn mặt biến thành nguyên vị ương bộ dáng hứa ứng trong lòng một trận tỉnh táo vội vàng vứt bỏ tạp niệm đi đến lạc thủy bên cạnh lúc mấy vị thiếu niên nam nữ đầm đầu đi tới quần áo có chút lộng lẫy trong đó một vị mặt trắng không dâu thiếu niên hướng hứa ứng xá dài tới đất cười nói hứa yêu vương tại hạ thôi phủ thôi vĩnh trí vị này là chu gia tiểu thư chu hồng tiên vị thư sinh này là viên vân không tổ tiên là viên thiên cương hứa ứng nhất nhất gật đầu nói hạnh ngộ Đợi thôi vĩnh trí giới thiệu đến thiếu niên kia viên vân không, hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị, nói thất ra, lấy hộp kiếm tới. Ngoan thất cuống quyết há miệng, đem viên thiên cương hộp kiếm lấy ra. Viên thiên cương hộp kiếm ong ong chấn động, đột nhiên bay lên, trên không trung cọc cọc tự hành mở ra, từ trong hộp bay ra bảy đạo kiếm khí, quay chung quanh thiếu niên kia viên vân không bay múa, kiếm khí cực kỳ vui sướng. Đột nhiên, bảy đạo kiếm khí đột nhiên vừa thu lại, chui vào trong hộp kiếm, hộp kiếm rơi vào thiếu niên kia viên vân không bên chân. Hứa ứng cười nói, quả nhiên là viên gia hậu nhân. Bây giờ hộp kiếm này vật quy nguyên chủ, ta cũng yên tâm. Ta ngộ nhập vọng hương đài, may mắn được viên thiên cương chỉ điểm, lúc này mới đi ra vọng hương đài trở lại nhân gian. Viên tiền bối tặng ta hộp kiếm, nói là gặp được viên gia tộc nhân, liền sẽ bay đến bên cạnh người kia, trò chuyện lấy ký thác tưởng niệm chi tình. Viên vân không vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem cái hộp kiếm thu hồi, nói, gia tổ năm đó vì tránh đi tử kiếp, tiến về vọng hương đài, vừa đi liền chưa có trở về, không biết sống hay chết. Không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp được lão nhân ra ông ta pháp bảo. Hắn nghiêm mặt nói, nếu ra tổ cứu được hứa yêu vương, như vậy chúng ta không phải ngoại nhân. Hứa yêu vương, có một câu không biết có nên nói hay không. Hứa ưng ánh mắt đảo qua thôi vĩnh trí cùng chu Hồng Tiên, giống như cười mà không phải cười nói, hay là không cần giảng. Viên vân không lẩm bẩm nói, hứa yêu vương, thôi phủ danh xưng thừa tể chi ra, cùng bùi ra đặt song song, hai ngàn năm bỏ ra hiện không biết bao nhiêu na tiên. Chu gia là mới phát thế gia, tình thế như liệt hỏa nấu dầu, có đại hưng chi thế. Bây giờ thôi, Chu hai nhà trưởng giả trong tộc, thọ nguyên sắp hết, thôi vĩnh trí cùng hồng tiên cô nương thân là hậu bối, nên làm trưởng người phân yêu. Hứa yêu vương đã có thịt trường sinh, lại mở ra nê hoàn bí tàng, sao không nhục thân bố thí. Trúc thiền thiền trong lòng nghiêm nghị, ta người mang bất tử tiên dược sự tình, nhanh như vậy liền truyền đến người này trong tai rồi chẳng lẽ trong thành này có thiên ma? Hứa ứng thản nhiên nói, người nếu là có tiền, phải chăng liền hẳn là tan hết gia tài cho người trong thiên hạ? Viên vân không không vui, nói, hứa yêu vương, ta chỉ là yêu cầu thân thể người bố thí thôi chu hai nhà mà thôi, cũng không muốn thân thể người bố thí thiên hạ. Người cũng nói, ta tổ tiên đối với người có ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng làm không được. Người báo đáp thế nào ta tổ tiên đối với người ân đức? Hứa ứng sắc mặt trầm xuống, nắm trúc thiền thiền tay từ một bên đi qua. Viên vân không giận dữ, lập tức thôi động hộp kiếm, trong hộp kiếm khí suy một tiếng ra khỏi vỏ, đâm về hứa ứng, quát hứa yêu vương, người vong ân phụ nghĩa, ta tự mình lấy thịt bố thí. Hứa ứng không quay đầu lại, tiện tay chào một cái, kiếm khí lập tức bay tới, tại đầu ngón tay hắn lưu truyền. Viên vân không lấy làm kinh hãi, liên tục thôi động kiếm khí, nhưng mà trong hộp kia kiếm khí lại phảng phất châu đất xuống biển, đã mất đi cảm ứng. Viên vân không sắc mặt đỏ lên, đã thấy hứa ứng cong ngón búng ra, kiếm khí bay ngược mà đến, viên vân không vội vàng tránh né, nhưng mà kiếm khí kia quả thực sắc bén, trên dưới bay múa, mặc cho hắn thi triển chiêu thức thần thông gì cũng ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, áo vụn như điệp, đầy trời đều là viên vân không phá toái y phục mảnh vỡ. Viên thiên cương lại có người dạng này hậu nhân, hứa ứng dương tay vồ một cái, kiếm khí bay trở về, quay chung quanh hắn bay múa, kiếm khí kia lưu luyến không rời, tại đầu ngón tay hắn chảy xuôi. Cuối cùng vẫn là đột nhiên bay đi, trốn vào trong hộp kiếm. Hứa ứng côi cô ống tay áo, cùng viên thiên cương hộp kiếm tử biệt, cười ha ha, thanh âm chấn động phố dài, ngày mùng 1 tháng 3, hứa mỗ xuất từ linh lăng tưởng ra điền, một đường thí thần giết người, đến thần đô, làm mấy ngày chính nhân quân tử, thật sự là bó tay bó chân. Hắn cất cao giọng nói, thần đô chư quân, muốn lấy thịt trường sinh mà nói, để mạng lại mà đổi. Tốt, thôi vĩnh trí cười to, thân hình bay lên không, trong khoảnh khắc sau lưng một mảnh ánh sáng cầu vồng bay lên, cùng tam đại động thiên hòa lẫn, ánh sáng cầu vồng kia là hắn ẩn cảnh đạo tược chính là một mảnh cầu vồng ta tới lấy thịt trường sinh thôi vĩnh trí lấy tay là roi cầu vồng quét tới trên đường dài từng khối phiến đá lốp bốp tung bay hình thành một dòng lũ lớn quét về phía hứa ứng hứa ứng đưa tay đấm ra một quyền trước người sau người một mảnh tinh không hắc ám quần tinh theo một quyền này vũ động chen trúc dễ như trở bàn tay giống như đem cầu vồng đánh nát thôi vĩnh trí chiêu pháp bị phá hai tay hướng về phía trước nghênh tiếp hứa ứng một quyền này hứa ứng gầm thét, đê hoàn, dáng cung hai đại bí tàng tề động, uy lực bộc phát. Thôi vĩnh trí tai mắt mũi miệng chảy máu, lảo đảo lui lại. Chu Hồng Tiên thừa cơ vào tới, còn chưa cận thân, liền gặp một đạo kiếm khí đối diện đánh rớt, nàng vội vàng điều động động thiên, thôi động Chu gia thần thông phong hỏa liên thành liền cản. Chu gia tu luyện cũng là dáng cung bí tàng, cùng quách ra dáng cung bí tàng không phải cùng một cái truyền thừa, nhưng cũng không thể coi thường, dũng lực vô song, nhưng mà Chu Hồng Tiên nghinh tiếp đạo kiếm khí này, liền lập tức cảm thấy được kiếm khí uy lực tăng vọt, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Nàng vội vàng nghiêng người né tránh, đã tới không kịp, kiếm quang sát qua vai trái của nàng, lập tức một cánh tay bay lên. Chu Hồng Tiên nhịn xuống đau nhức kịch liệt, đang muốn hô người, hứa ứng đưa tay khẽ quơ một cái, sau lưng khí huyết hóa thành trăm trượng ba xà đưa nàng cuốn lên, đầu dưới chân trên, đập ầm ầm tại vừa mới ngừng xu hướng suy tàn thôi vĩnh trí trên chán. Bành, hai đóa huyết hoa nở rộ, giết người rồi. Viên vân không âm thanh kêu lên, hứa ứng nắm chúc thiền thiền tay hướng thần đô thành đi ra ngoài, sau lưng khí huyết bốc hơi, hiện ra long xà dị tượng, giữ tợn hung ác. Đột nhiên, một cái người áo tím xuất hiện tại lạc thủy một chỗ khác, sau lưng hiện ra hoàng đình dị tượng, tổng cộng có bốn tòa động thiên, cười nói, nông thôn đến đứa nhà quê, quả nhiên có mấy phần năng lực, nhận ra ta lục ra lục đỉnh thiên hay không. Hôm nay ta tới lấy thịt trường sinh, hắn đột nhiên đưa tay, mặt sông nổ tung, sóng lớn liệt không, rồng cuốn hổ trồm, hướng hứa ứng phóng đi. Hứa ứng thân hình xẹp xuống, thôi động nguyên dục bát âm, kỳ dị đạo âm vang lên, trên mặt sông thần thông vỡ vụn, đại hán kia trong miệng thổ huyết, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, lăn lông lốc nhập vào phố giải chỗ sâu. Hứa ứng dọc theo lạc thủy đi ra ngoài thành, không ngừng có người đánh tới, hứa ứng hoặc là long xà kinh chập, hoặc là nguyên dục bát âm, hoặc là bích lạc phú, mấy chiêu ở giữa, giết chết cường địch, không có địch thủ. Đoạn đường này đi qua, máu nhuộm một đường, không ngừng có thi thể ngã vào lạc thủy. Thạch phủ chỗ cao, thạch kính đường đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn qua một màn này, thạch gia tộc lão thạch bắc hoang đứng ở sau lưng hắn. Thạch kính đường nói, tộc lão, lão tổ tông bị người bỏng hồn phách cùng ghi di chi vực, thọ nguyên sắp hao hết, có thể cứu sống lão tổ chỉ có một con đường, chính là cầm xuống hứa ứng. Chỉ có phục dụng hứa ứng huyết nhục, lão tổ mới có thể trốn qua kiếp này. Thạch bác hoang trầm giọng nói, kính đường, hôm qua bao nhiêu na tiên tiến đánh quách phủ, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí ngay cả thánh thượng cũng người bị thương nặng. Thế hệ trước không có khả năng, cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn. Có thể xuất thủ, chỉ có hậu bối. Thạch kính đường ánh mắt lửa nóng, cắn răng nói, vậy liền để ta xuất thủ. Ta nhất định có thể đem hắn chém giết, mang theo huyết nhục của hắn tới gặp lão tổ. Hắn lớn tiếng nói, bây giờ ta trừ ngọc chỉ động thiên bên ngoài, còn mở ra dũng tuyển động thiên, lại thêm luyện khí pháp môn, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Thạch bác hoang nói, ngươi quá vọng động rồi. Thần đô các phủ, nội phủ tử đệ đều không có xuất động, xuất động hoặc là môn hạ na sư, hoặc là ngoại phủ tử đệ. Bọn hắn đều đang thử thăm dò, thăm dò ra hứa yêu vương tất cả bản sự, sau đó xuất thủ mới có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ra lệnh một tiếng, lại có hơn 10 vị thạch gia tử đệ xông ra thạch phủ, hướng lạc thủy ven bờ phóng đi. Thôi phủ trưởng công tử Thôi Đông Ly, chu gia đại tiểu thư chu Hồng Y, cao gia cao hành khiêm, xài gia xài vô dụng, bọn hắn đều là trong thế hệ trẻ tuổi cao thủ, còn có Lý Gia Hoàng tử Lý Đình Thụ, Vương Gia Vương Dĩ Hiên, cũng đều là uy chấn thần đô. Thạch bắc Hoang thản nhiên nói, kính đường, người không phải khoái ý ân cừu, mà là cùng những người này cạnh tranh. Lạc Thủy Hà Bờ, hứa ứng một chiêu vạn sơn tôn cửu nghi, đem một đám đánh tới na sư ép tới trong miệng thổ huyết, lập tức thét dài một tiếng, ngoan thất. Hô, tiếng gió rít gào, kiếm khí mây cuốn, một đầu trăm trượng đại xà khắp cả người kiếm khí, kề sát đất phi hành, trên không trung quay cuồng, xoắn nát gặp được hết thảy chỉ một sát na lạc thủy hà một bên huyết nhục bay tán loạn tàn chi bay múa nhuộm đỏ mặt nước hứa ứng tế lên đại xà càn quét trường hà bốn phía vì đó chống không một cái đại na bay tới ngũ trọng thiên mở rộng hứa ứng thét dài không dứt thôi động cướp từ trên trời hạ xuống lấy kiếp uy đối kháng đại na kia thế công ngoan thất thu nhỏ hình thể thừa dịp đại na kia đối cứng hứa ứng trưởng lực thình lình tại đại na kia hổ khẩu bên trên cắn một cái đại na kia miệng phun máu tươi toàn thân huyết nhục thối giữa, rất chết nhanh tại bỏ mạng. Hắn đòn sát thủ lại xử suốt một cái, đây là ta thạch ra cùng thế ra khác lấy mạng người đổi lấy tình báo. Thạch bác hoang đứng sau lưng thạch kính đường, nói khẽ, không cần cô phụ bọn hắn. Thạch kính đường gắt gao nắm chặt nắm đấm, mắt hổ trừng tròn xoe, nhìn chầm chầm hứa ứng bóng lưng. Ngắn ngủi một lát, hứa ứng đã dọc theo trường hà giết ra hơn 10 dặm, máu chảy thành sông. Thạch bác hoang nói, người đánh giá ra tu vi thực lực của hắn sao thạch kính đường nhẹ nhàng gật đầu thạch bắc hoang nói thôi đông ly chu hồng y bọn hắn hẳn là cũng xuất động người cũng có thể xuất động thạch kính đường đại hỉ thả người nhảy lên nhảy xuống cao lầu thét dài một tiếng thẳng đến lạc thủy mà đi lúc này hứa ứng hô hô thở thể nội nguyên khí tu vi mặc dù không ngừng vận chuyển nhưng là tiêu hao quá lớn trong lúc nhất thời hay là có khô kiệt tình thế hắn phồng lên nguyên khí đột nhiên hét lớn một tiếng tất cả lực lượng lấy kiếm khí công hướng nê hoàn bí tàng trong đầu hắn truyền đến một tiếng ẩm vang tiếng vang, tòa thứ hai nê hoàn động thiên bị hắn sinh sinh mở ra. Hứa ứng thủ hạ không ngừng, điều động vạn sơn tôn cửu nghi đạo tượng, công hướng giáng cung, mở ra giáng cung tòa thứ hai yển nguyệt động thiên. Hắn lại lần nữa thôi động thái nhất đạo dẫn công, lập tức nguyên khí tăng lên điên cuồng, thần thức hồn phách bay lên không nhảy lên, đi vào khấu quan kỳ đệ tam trọng thiên. Hứa ứng hồn phách thần thức ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời thủy hỏa giao luyện, hắn cách luyện khí cảnh giới thứ ba, giao luyện kỳ đã dần dần tới gần. Hứa ứng cất bước đi thẳng về phía trước, trên mặt sông một chiếc thuyền hoa từ phía sau hắn lái tới, vừa rồi hắn tại trên bờ sông giết đến thiên hôn địa ám, chết không biết bao nhiêu người, người trong thuyền hoa này lại tựa hồ như không có bị quấy nhiễu nửa điểm, trong thuyền hoa vẫn như cụ sáo trúc dương cầm, từng tiếng lọt vào tai. Lúc này, trong thuyền hoa một nữ tử ôm ấp tỷ bà, cách cửa sổ tương vọng, cười nói, hứa yêu vương phải chăng muốn thiếp thân tiến người một đoạn đường. Hứa ứng xóa đi vết máu trên mặt, mỉm cười nói tốt. Hắn nắm chúc thiền thiền tay, thả người nhảy lên, rơi vào trên thuyền hoa, ép tới chiếc thuyền này có chút trầm xuống. Hứa ứng đi vào khoang thuyền, chỉ gặp cái kia ôm ấp tỷ bà nữ tử mặc áo đỏ, váy đỏ trải đất, hứa ứng trên giày đều là máu, rứt khoát cởi giày ra, đi vào trong khoang thuyền, cùng nữ tử kia ngồi đối diện nhau. Thiếp thân tên là Chu Hồng Y, nữ tử váy đỏ kia đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút trúc thiền thiền, lại rơi vào hứa ứng trên khuôn mặt, cười nói, hứa yêu vương những ngày này lưu tại nguyên gia quách gia thiếp thân một mực không thể bái phỏng còn xin thứ tội hứa ứng nghiêm mặt nói ta nguyên hẳn là bái phỏng các ngươi tiếc rằng tục sự rất nhiều chu hồng y ôm ấp tì bà manh mối buông xuống cười nói thiếp thân có một khúc đem tặng không biết có thể lọt vào tai hứa ứng cười ha ha nói tấu tới chu hồng y đàn tấu tì bà từng tia từng tia tiếng dây đàn lọt vào tai phảng phất một đạo lại một đạo lưới lớn xâm nhập hứa ứng thể nội khóa lại hồn phách của hắn, đem hắn khóa đến càng ngày càng gấp. trúc thiền thiền kinh ngạc, ông cụ non nói tỏa hồn thần thông. tiểu nữ hài, người bản sự rất không yếu a. À, chu hồng y tì bà đàn tấu gấp hơn, cười tủm tỉm nói đa tạ khích lệ. lần này ta liền muốn lập cái công đầu, nàng khanh khách một tiếng, thân hình xoay tròn mà lên, đem thuyền hoa đỉnh bịch một tiếng phá tan, khẽ kêu nói hứa yêu vương, người bây giờ trở thành ta trong lưới vật. hứa ứng ngồi tại trong khoang thuyền, không nhúc nhích tí nào. Chu Hồng Y đột nhiên dẫn ra dây tỳ bà tuyến, quát hồn phách của ngươi, đi ra cho ta đi. Hứa ứng hay là ngồi ở chỗ đó bất động, Chu Hồng Y trong lòng bối rối, đang muốn lại câu, đột nhiên thạch kính đường từ trong khi đâm nghiêng đánh tới, một trường đánh úp về phía Chu Hồng Y, một tay chụp vào hứa ứng, quát thịt trường sinh về ta thạch ra. Hứa ứng đưa tay, nghênh tiếp bàn tay của hắn, hai người bàn tay va chạm một sát na, thạch kính đường trong miệng thổ huyết, chỉ cảm thấy pháp lực của mình bị hoàn toàn áp chế hắn ngã xuống bay đi, rơi vào trên bờ. Hứa ứng từ trên thuyền đứng dậy, nói, đạn rất khá, tiếp tục đạn. Ta giết người, Chu Hồng Y từng cây sợi dây vô hình ôm lấy hứa ứng hồn phách, nhưng làm sao cũng kéo bất động hứa ứng hồn phách, đã thấy hứa ứng thả người nhảy lên, rơi vào trên bờ, nàng cũng bị kéo tới không tự chủ được hướng trên bờ bay đi. Chu Hồng Y cắn răng, năm ngón tay như bay, luân chuyển dây đàn, ý đồ đem hắn hồn phách rung ra. Hứa ứng nhanh chân hướng thạch kính đường đi đến, sắc mặt xâm nhiên, nắm lên một cái hồ lô lớn màu đỏ thắm nhét vào thạch kính đường dưới chân, nói chính là ngươi siêu hồn tỏa phách, cho nhà ngươi lão tổ tông luyện công, đúng hay không? Thạch kính đường sắc mặt đột biến, làm sao ngươi biết? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng xoay người, hướng thạch phủ bỏ chạy. Hứa ứng chuyển hướng không hề rời đi thần đô, mà là không nhanh không chậm đuổi theo thạch kính đường. Chu Hồng Y thất tha thất thểu, thân bất do so kỷ đi theo hắn, tiếp tục cắn răng đàn tấu. Trúc Thiền Thiền cùng sau lưng hứa ứng, cười hi hi nói, người đem tỷ bà ném đi không phải tốt. Chu Hồng Y không bỏ được dị bảo này, thân hình lơ lửng, cắn răng kiên trì đàn tấu. Hứa ứng đi theo thạch kính đường đi vào thạch phủ, thạch kính đường hốt hoảng trốn vào trong phủ, sắc mặt hoảng sợ, kêu lớn tộc lão, tộc lão. Hắn chính là bỏng lão tổ tông người kia, hứa ứng đứng ở bên ngoài phủ, rút ra bên hông cắm búa đá, phồng lên tất cả nguyên khí, rót vào trong rìu. Trong tiếng tỷ bà, búa đá kia huyết quang ngập trời, hứa ứng sau lưng lập tức hiển hiện cuồn cuộn huyết hải trong huyết hải vô số viễn cổ cự thú cùng hình thể to lớn thần ma thi cốt nhao nhao đứng lên gầm thét hứa ứng vung dìu chém xuống thạch phủ cửa lớn chia năm xẻ bảy cuồn cuộn huyết hải chút xuống chém vào thạch phủ chỗ sâu những nơi đi qua phòng đổ phòng sập một đám đánh tới thạch gia na sư nhao nhao tại trong huyết sắc phủ quang tách rời căn bản không kịp chạy ra tuyệt thế hung binh này uy lực phạm vi bao phủ trúc thiền thiền dương dương đắc ý hướng phiêu phù ở trên bầu trời còn tại không ngừng đàn tấu Chu Hồng Y cười nói, hắn lưỡi búa kia nguyên bản hư hại, ta bang bang hai quyền, liền đưa nó chữa trị. Ta lợi hại hay không? Chu Hồng Y hoảng sợ nói, ngươi là ai? Ta nha, cho Chu Thiên Tử luyện chế pháp bảo. Trúc Thiên Thiên hì hì cười nói, Chu Thiên Tử dùng của ta pháp bảo, phà thương phong thần. Nhưng vào lúc này, thạch phủ bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, từng tòa động thiên nổi lên, tổng cộng có tám tòa nhiều, chính là thạch gia tộc lão thạch Bắc Hoang xuất thủ, ý đồ giết chết hứa ứng hứa ứng khí huyết tràn đầy tế lên thuần dương dị hỏa một hơi thổi ra ánh lửa hừng hực đem thạch gia tộc lão thạch bắc hoang bao phủ a à, ứng trạng thái lại có chút không đúng chuông lớn thầm nghĩ trong lòng hừng hực dị hỏa đem thạch bắc hoang nhóm lửa vị này tu vi gần với lão tổ thạch gia thạch mạt lạc tộc lão trong lòng kinh hãi muốn tuyệt nhưng vẫn là ngang nhiên đánh tới nghiêm nghị nói mặc kệ ngươi là quái vật gì đều phải chết quái vật hứa ứng ngữ khí hờ hứng cong ngón búng ra chuông lớn thân bất do kỷ gào thét xoay tròn, từ trong nghi tâm của hắn bay ra. Ngươi không biết quái vật trạng thái dưới ta, có bao nhiêu đáng sợ. Hứa ứng nắm lên mũi chuông, dùng sức rung động, tiếng chuông đại tác, thạch bác hoang tại trong tiếng chuông chấn thành bột mịn, lập tức bị dị hỏa thiêu đến không còn một mảnh. Chuông lớn dùng mình, nó phát giác được, giờ khác này chính mình uy năng bị toàn bộ kích phát. Mặc dù nó cũng đang thôi động uy lực, nhưng có một cỗ ngoại lực vò tới, xâm nhập trong cơ thể của nó, đưa nó uy lực phóng thích chẳng lẽ hắn bị mạnh bà thang phong ấn ký ức, bắt đầu thức tỉnh. Thần đô thành bên ngoài, lão giả vẻ u sầu, lão ông áo trắng cùng nữ tử váy đỏ nhìn xa xa một màn này, ba người than thở, lão ông áo trắng không được nhìn mình trong tay giấy vàng, thầm nói, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Đột nhiên, trên giấy vàng một hàng lại một hàng văn tự từ phải phía bên trái dần dần hiển hiện. Thiên thần điện, lấy chấn ma phù văn, gia cố phong ấn, khâm thử. chương 107, cắt cỏ cần trừ tận gốc chương 106, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Ba người nhìn thấy trên giấy vàng văn tự, như chút được gánh nặng, lão giả vẻ u sầu nói, ta đi thiên thần điện, lấy chấn ma phù văn, hai người các ngươi lưu thủ nơi đây, nhìn ổn hắn, không cho sơ thất. Nữ tử váy đỏ nói, phong ấn phù văn can hệ trọng đại, trong lúc này, loạn thế chi thu, trên đường nếu là có cái gì sơ suất vậy liền không ổn. Ta cùng ngươi đi, lão giả vẻ u sầu suy tư một lát, nói tốt a à. Chuyện quá khẩn cấp, chúng ta nhanh đi mau trở về, hứa ứng bên này liền làm phiền đạo huynh. Lão ông áo trắng nói, các ngươi trên đường không cần thiết trì hoãn, miễn cho ta lo lắng hãi hùng. Chúng ta để ý tới đến, lão giả vẻ u sầu cùng nữ tử váy đỏ vội vàng rời đi. Lão ông áo trắng nhìn về phía thần đô thành, chỉ gặp hứa ứng một chuông đáng chết thạch bắc hoang, tiếp tục giết vào thạch phủ, tế lên chuôi kia huyết quang ngập trời búa đá đại khai sát giới, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Vô luận người đến người nào, hết thảy một búa chém chi, coi như một bố chém không được, hứa ứng tiện tay tiếng chuông rung động, liền cũng đáng đến hồn phi phách tán. Lần này giết chóc, còn kèm theo tiếng tỷ bà, từng tiếng thúc người, vội vàng không gì sánh được, trong tiếng tỷ bà sát ý bừng bừng, mỗi khi hứa ứng giết người lúc liền sẽ tiếng chói tai nhất thiết, khi hứa ứng thu hồi lưỡi búa lúc, liền sẽ chậm lại. Dù là lão ông áo trắng kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hãi hùng khiếp phía, lại để cho hắn dạng này giết tiếp, chỉ sợ càng nhiều ký ức thức tỉnh, chờ không đến bọn hắn lấy ra phong ấn phủ văn, hắn liền thoát khốn. Đột nhiên, trong thạch phủ truyền đến làm người sợ hãi ba động, thạch mạt lạc từ trong bế quan tỉnh lại, nghĩ cách cứu viện tộc nhân. Hắn cho dù bị thuần dương dị hỏa đốt đứt sinh cơ, hồn phách bị trọng thương, cũng vẫn là một vị mở ra cửu trọng động thiên na tiên. Nhưng mà, hắn vừa mới phá quan mà ra trong nháy mắt, chuông lớn liền bị hứa ứng tế lên, đem hắn tính cả tòa kia bế quan đại điện cùng một chỗ giam ở dưới chuông. Cùng hắn cùng một chỗ giam ở dưới chuông còn có một đóa thuần dương dị hỏa, dị hỏa uy lực bị kích phát dưới chuông ánh lửa hừng ngực, chỉ nghe thạch mạt lạc tiếng kêu thảm thiết không dứt vô cùng thê lương vang vọng thần đô chuông lớn treo tại thạch mạt lạc đỉnh đầu tầng tầng tường ánh sáng xoay tròn bên trong khắc vạn vật vạn loại bên ngoài khắc hoa văn đồ án không ngừng lưu truyền thạch mạt lạc bị vây ở dưới chuông vô luận nhục thân hay là hồn phách hay là hy di chi vực hết thảy giấy lên thuần dương dị hỏa thiêu đến vị na tiên này khuôn mặt dữ tợn điên cuồng đánh tường ánh sáng Tường ánh sáng bị đánh động đến đãng không ngớt, nhưng từ đầu đến cuối chưa phá. Mà tại ngoài chuông, hứa ứng thân hình quay chung quanh chuông lớn bay múa, một trường lại một trường khác ở trên vách chuông, chuông lớn chấn động, uy lực bộc phát, tiếng chuông kích phát thuần dương dị hỏa, để dị hỏa uy lực càng mạnh. Thuần dương dị hỏa khắc chế thạch mạt lạc dũng tuyển bí tàng lực lượng, hứa ứng chính là phát giác được điểm này, mới dùng dị hỏa đốt hắn. Chu Hồng Y tung bay ở giữa không trung, thân bất do kỳ đi theo hứa ứng thân hình bay múa, váy đỏ trên không trung quay chung quanh chuông lớn tung bay, tiếng tỷ bà cũng càng cao vút sụp sôi, từng tiếng đoạt mệnh. Thần đô không chung, từng cái thân ảnh cường đại nhìn xem một màn này, tâm thần rung động. Đột nhiên, dưới chuông lớn, trong biển lửa, thạch mạt lạc thôi động tự thân ẩn cảnh tiềm hóa địa, ẩn thân tại ẩn cảnh bên trong, tiềm hóa tàng hình, đối kháng dị hỏa đốt cháy. Hứa ứng tu vi cũng sắp hao hết, đầy trời dị hỏa đem thạch mạt lạc hy di chi vực đốt cháy khét, lại khó đánh vào dũng tuyển bí tàng bên trong ẩn cảnh tiềm hóa địa. Chu Hồng Y chỉ cảm thấy trong tay tỷ bà dây đàn bỗng nhiên buông lỏng, như chút được gánh nặng, vội vàng ôm ấp tỷ bà vội vàng rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Đúng lúc này, chuông lớn tưởng ánh sáng hơi rung nhẹ một chút, hứa ứng giật mình, ngừng tay trường, tồn tại cuối cùng một tia tu vi. Dưới chuông lớn đầy trời dị hỏa cũng bỗng nhiên vừa thu lại, lại trở lại như cố thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Chuông lớn ngơ ngẩn, nghi ngờ nói, à ứng, thế nào? Người còn nhận ra ta à? Hứa ứng kinh ngạc nhìn nó một chút, nghi hoặc nó tại sao lại hỏi ra loại này vấn đề kỳ quái. Chuông lớn nói, người vừa rồi trong lúc bất chợt trở nên thật là dọa người, đem bố đá uy lực phát huy đến cực hạn, còn đem dị hỏa uy lực hoàn toàn thôi phát, thậm chí ngay cả ta đều bị ngươi tế lên, phóng thích lớn nhất huy năng. Người vừa rồi giống như là biến thành một người khác, hứa ứng bật cười, nói chung ra, ta một mực là ta, không có một người khác, ta chỉ là trong lúc bất chợt cảm thấy, phải như vậy tế lên bố đá, dị hỏa, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, Chuông lớn nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, cười nói ta không muốn người có việc. Nó buông lỏng một hơi, hứa ứng vừa mới biểu hiện mặc dù dọa người, nhưng vẫn là lúc trước hứa ứng kia, cũng không đột nhiên biến thành một người khác. Hứa ứng trong lòng cảm động, dò hỏi, trung ra, người vừa rồi có phải hay không là có phát giác được thứ gì xuyên qua tường ánh sáng, tiến vào trong chuông rồi. Chuông lớn không khỏi kinh ngạc, nói ta tưởng ánh sáng chính là ta tự thân đại đạo tượng hình, làm sao có thể có đồ vật gì xuyên qua ta đạo tượng mà không bị ta phát giác. Ngươi nhìn hoa mắt, hứa ứng nói, ta rõ ràng cảm thấy được một cái vật kỳ quái xuyên qua tường ánh sáng, tiến vào trong chuông. Trúc Thiền Thiền đi tới, khen, không hổ là ta chọn người hộ đạo, à ứng, người cái này na sư bản sự quả nhiên không sai. Chuông lớn cũng rất lợi hại, ngoan thất vội vàng nói, ta đây, Trúc Thiền Thiền liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Hứa ứng dò hỏi, Thiền Thiền, ngươi là có hay không thấy cái gì đồ vật tiến vào trong chuông? Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, chưa từng thấy đến. Hứa ứng hỏi thăm ngoan thất, ngoan thất cũng không thấy đến. Hứa ứng trầm ngâm, để chuông lớn tán đi tường ánh sáng, nói chúng ta đi lão tổ thạch ra ẩn cảnh tiềm hóa địa nhìn một chút, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Chuông lớn lập tức khẩn trương lên, vội vàng nói chúng ta có thể vây khốn hắn luyện chết hắn, là chiếm cứ tiên cơ, nếu là chính diện chống lại, ta chưa hẳn có thể bảo hộ được các ngươi hứa ứng kiên chỉ đi vào chuông lớn chỉ đành phải nói đợi chút nữa các ngươi quyết không thể rời đi ta miệng chuông phạm vi bao phủ đi ra ngoài nói ta sợ ta bảo hộ không được các ngươi nó tán đi tường ánh sáng treo cao tại hứa ứng bọn người đỉnh đầu không có nó chân áp thạch mặt lạc vị na tiên này hy di chi vực lập tức phóng xuất ra một cái bị đốt cháy khét thiêu nát hy di chi vực xuất hiện tại trước mặt bọn hắn muốn đi vào na tiên hy di chi vực cần na tiên tiếp dẫn hoặc là tồn tại cường đại lấy lực phá giới tựa như thủy khẩu miếu đạo kiếm khí kia đồng dạng, cưỡng ép mở ra hy di chi vực. Nhưng mà thạch mặt lạc hy di chi vực lại bị thuần dương dị hỏa thiêu đến không gian phá diệt, hiển lộ tại thế nhân trước mặt. Từ bên ngoài nhìn lại, nó giống như là bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ giấy, thuận bị đốt ra cửa hang đi vào, có thể nhìn thấy bầu trời còn đang thiêu đốt, năm tòa tiên sơn đã bị nhen lửa, sơn hà hồ nước bị thiêu khô, thiên hà ngăn nước. Thạch mặt lạc hy di chi vực, nhiều hơn mấy phần xâm nhiên chi khí, không trung khắp nơi trải rộng hắc khí, bị dị hỏa thiêu đến chi chi chạy loạn, giống như là màu đen lửa cháy chuột, đầy trời chợt trợ tới chợt lui. Trúc Thiền Thiền vội vàng bắt lấy hứa ứng tay, lúc này mới yên tâm một chút. Hứa ứng nhìn bốn phía tìm kiếm, sau một lúc lâu, ngựa kiếm hướng phía dưới bay đi, xuyên qua một mảnh bị thiêu khô hoàng tuyền, xâm nhập lòng đất. Cái kia hoàng tuyền chín quẹo 18 rẽ, thâm nhập dưới đất, khắp nơi đều treo đay rối giống như quấn quanh thô to đường cong, răng khắp nơi, xâm nhiên khủng bố, Nơi này hẳn là đối ứng thạch mạt lạc hai chân vị trí, chúng ta chính là dọc theo tại lấy chân trái của hắn hướng phía dưới bay đi. Hứa ứng dò xét bốn phía, hướng ngoan thất cùng chuông lớn nói, ta lúc trước còn chưa lưu ý đến, trong hy di chi vực còn có chỗ như vậy. Hắn một đường ghé qua, rốt cục đi vào hy di chi vực chỗ sâu nhất, dừng ở thạch mạt lạc ẩn cảnh tiềm hóa địa trước. Đó là một mảnh u minh chi hải, trong biển có lá sen, toàn cục mẫu, sen diệp lục phiến, tung bay ở trên mặt biển, trung ương một đóa hoa sen, Cánh hoa màu trắng, phấn hồng nhọn nhi, hoa sen nở rộ, thạch mạt lạc ngồi tại trong hoa, hiển thị rõ nghiêm túc trang nghiêm. Hứa ứng nắm chúc thiền thiền bay người lên trước, chuông lớn khẩn trương làm một tiếng, rủ xuống tường ánh sáng, bảo vệ đám người. Trung ra, cũng không cần, hứa ứng rơi vào trên hoa sen, nhìn thạch mạt lạc một chút, nói. Chuông lớn còn không chịu tán đi vách chuông, chúc thiền thiền tiến lên dò xét thạch mạt lạc, chỉ gặp thạch mạt lạc chỉ còn lại có một tấm da người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, sinh động như thật. Sau ót của hắn bị người cắt mở, từ sau não thuận cái cổ hướng xuống cắt, cắt đến phía sau xương đuôi. Hắn giống như là không có mặc ra người, huyết nhục cứ như vậy trần chuồng đi ra ngoài, đem người của mình ra lưu tại nơi này. Một màn này, dù là Trúc thiền thiền không sợ trời không sợ đất, cũng bị dọa đến quá sức, vội vàng tránh sau lưng hứa ứng. Chuông lớn vẫn là không có tán đi vách chuông, trầm giọng nói, a ứng, nếu như có người tiến vào nơi đây, ăn hết lão tổ thạch ra, như vậy hắn hơn phân nửa còn chưa đi hứa ứng ngoan thất cùng chúc thiền thiền trong lòng nghiêm nghị vội vàng nhìn bốn phía chúc thiền thiền trong lòng càng là lén lúc tự nhủ hiện tại cái thế đạo này giống như so năm đó ta còn muốn không chịu nổi minh hải bình tĩnh không lay động giống như là gương sáng một mặt qua nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì hứa ứng nhẹ nhàng thở ra nói ăn hết lão tổ thạch ra người kia cũng đã đi nơi đây không nên ở lâu chúng ta mau rời khỏi hắn lúc này thôi động ngửa kiếm quyết, lôi cuốn lấy Trúc Thiền Thiền bay lên trên đi. Chuông lớn vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào, một bên bay lên, một bên tưởng ánh sáng còn bao lại đám người. Hứa ứng bay đến chỗ cực kỳ cao, trong lúc lơ đãng nhìn xuống đi, chỉ gặp gợn sóng kia không sinh minh hải dưới mặt biển, nổi lơ lửng một tấm mỉm cười mặt. Khuôn mặt tươi cười kia, chiếm cứ toàn bộ minh hải mặt biển, sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Hứa ứng trong lòng một cỗ khí lạnh đi lên tuôn, không khỏi dùng mình một cái, đã thấy gương mặt kia chậm rãi chìm xuống dần dần biến mất tại minh hải chỗ sâu trong hắc ám chuông lớn bay ra thạch mặt lạc hy di chi vực lúc này mới tán đi tường ánh sáng phi tốc thu nhỏ chui vào hứa ứng trong óc thầm nghĩ a à ứng càng ngày càng kỳ quái không biết hắn ký ức thức tỉnh là tốt là xấu hứa ứng hành tàu tại thạch phủ trên phế tích nhìn bốn phía đột nhiên nắm lên thạch ra một vị thụ thương na sư nói thạch kính đường đâu na sư kia nói thiếu chủ trốn không biết tung tích hứa ứng vứt xuống hắn bốn phía liếc nhìn không có tìm được thạch kính đường hạ lạc thạch kính đường phụ trách siêu tập quỷ hồn cho thạch mạt lạc tu luyện ma công ngoài thành những cái kia vớt thiên môn na sư là hắn dưới trướng thạch mạt lạc mở ra dũng tuyển bí tảng có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới thạch kính đường công lao không nhỏ nếu rơi vào tay hắn đào tẩu tương lai hắn cũng tu luyện thạch mạt lạc ma công không biết muốn tai họa bao nhiêu người hứa ứng đi ra thạch phủ cau mày nói ngoan thất nói a à ứng không cần phải lo lắng Lão tổ Thạch Gia đã chết, Thạch Gia đại thế gia này cũng theo đó vẫn lạc, các đại thế gia chính là ăn mục nát kền kền, người được thi thể vị khẳng định sẽ uồn lên, ngay cả xương cốt đều có thể gặm sạch sẽ. Cái này Thạch Kính Đường nếu là không đi, khẳng định sẽ bị các đại thế gia ăn xong lau sạch. Chuông lớn nói, thất gia nói không sai, Chu gia hạ chàng phía trước, Thạch gia hạ chàng có thể nghĩ. Ngươi không cần lo lắng Thạch Kính Đường đào thoát, thần đô thành bên ngoài, lão ông áo trắng xa xa nhìn thấy Thạch Kính Đường hốt hoảng chạy ra thần đô cũng là nhẹ nhàng thở ra, cầm bốc lên một con cờ, thấp giọng nói, bây giờ thần triều đã xuất hiện suy vong dấu hiệu, hoàng quyền lung lay sắp đổ, tướng tinh xâm chiếm tử vi. Cái này thạch kính đường, chính là thiên tượng bên trong xâm chiếm tử vi tướng tinh một trong, tương lai có trở thành hoàng đế khí tượng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, thưởng thức quân cờ nói, thiên ý khó vi phạm, thạch kính đường lúc có kiếp này, bất quá trận kiếp này khổ sở về sau, hắn sẽ chạy trốn tới tái ngoại, ở nơi đó lúc tới vận chuyển, sau này cắt cứ thần châu, thành tựu một phen bán nghiệp. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên chỉ gặp thần đô thành bên trong một đạo sáng như tuyết kiếm quang đằng không mà lên, ở giữa không trung dừng lại, lại đột nhiên chuyển hướng, hướng ngoài thành kích xạ mà đi. Đạo kiếm quang kia phương hướng, đương nhiên đó là thạch kính đường đào tẩu phương hướng. Lão ông áo trắng ngẩn ngơ, trong tay quân cờ bộc một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang kia cấp tốc ghé qua, từ trên trời giáng xuống, hướng chạy trốn bên trong thạch kính đường đâm tới. Oanh! kiếm quang kia rơi xuống chi địa, kinh khủng kiếm uy nổ tung, vô số đạo kiếm khí vù vù bốn phía loạn xạ, đem phương viên gần mẫu phạm vi sơn lâm phá hủy. Lão ông áo trắng nâng lên bàn tay run rẩy, đi vuốt xuống ba tròm dâu bạc phơ, lại không cẩn thận thu hạ mấy cây dâu bạc. Người hiền tự có thiên tướng, người hiền tự có thiên tướng. Hắn tâm thần đại loạn, lẩm bẩm nói, Thạch Kính Đường là người được trời chọn, có đại khí vận thiếu niên, nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Nhất định sẽ không, hắn nhìn thấy phiến sơn lâm kia biến thành bột mịn bên trong, một thiếu niên máu me khắp người, từ bụi bên trong sông ra, lúc này mới buông lỏng một hơi, thạch kính đường quả nhiên vẫn là tương lai tướng tinh, có hy vọng xưng đế tồn tại. Hiu, 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 trên bầu trời bay tới càng nhiều sáng tỏ kiếm khí, từng cái to như phòng chuyên, từ trong thần đô bay ra, tại lão ông áo trắng trong ánh nhìn chăm chú, rầm 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 rơi ở trên thân thạch kính đường. Phiến sơn lâm kia bị cuồng bạo kiếm khí bao trùm, vùng núi bị tiêu diệt lần này thạch kính đường không thể đi tới lão ông áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài việc quan hệ tương lai một đại tướng tinh còn chưa trưởng thành cứ như vậy vẫn lạc xúc phạm thiên điều a à. lão ông áo trắng ngẩng đầu nhìn lên trời nội tâm đang gieo hò nhanh lên hàng kiếp a à. nhanh lên đánh chết hắn a à. các ngươi những này thiên thần ăn cơm khô sao hắn xúc phạm thiên điều nhưng mà trên bầu trời mây cuốn mây bay không có nửa điểm thương thiên hàng kiếp y tứ. Lão ông áo trắng giận không kềm được, kêu lên, không hàng kiếp đúng không? Không ai quản đúng không? Không ai quản, ta cũng mặc kệ. Lời tuy như vậy, hắn hay là chăm chú nhìn hứa ứng, e sợ cho hứa ứng chuồn ra tầm mắt của hắn. Hứa ứng đem sau cùng nguyên khí phung phí không còn, ngựa kiếm khí giết người tại ngoài trăm dặm xác nhận thái kính đường đã chết, lúc này mới buông lỏng một hơi, hướng chuông lớn cùng ngoan thất nói, ngựa kiếm lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm ta còn làm không được, cham dặm vẫn được. tràm thảo trừ căn, hiện tại giết hắn ta có thể gối cao không lo. chuông lớn nói a à ứng ngươi xác định hắn chết sao? hứa ứng đi ra ngoài thành nói chung ra nói chính là chúng ta đi xem một chút thi thể bổ khuyết thêm một kiếm. ngoan thất khen a à ứng hay là giống như trước đây cẩn thận thói quen này không tệ. trúc thiền thiền ngẩn ngơ vội vàng nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo bọn hắn thầm nghĩ ta mấy người hộ đạo này giống như không phải người lương thiện. bất quá ta cũng không phải a, à. cảm tạ thần triều array hoàng kim minh phương châm chính thưởng. Cảm tạ đã chậm, hướng đại lão tạ lỗi. Chương 108, biến mất cổ thành, chương 107, biến mất cổ thành. Hắn rời đi thần đô, tại thạch kính đường trên thi thể bổ một kiếm. Thần đô các đại thế gia còn tại chú ý hứa ứng động tĩnh, không ngừng có tin tức truyền đến. Vừa rồi từng màn kia thực sự nghe giận cả người, để từng cái thế gia không thể không một lần nữa xem kỹ hứa ứng. Lúc trước bọn hắn chỉ đem người bắt rắn nông thôn này xem như một cái đầu óc không tệ tiểu hòa tử, một cái có thể trợ bọn hắn phi thăng công cụ. Xin mời hứa ứng đến thần đô, liền có thể coi hứa ứng là thành bọn hắn nuôi dưỡng gia thần, giúp bọn hắn giải mã bọn hắn siêu tập tiên thư. Về sau truyền ra hứa ứng là bất tử nhân tin tức, hứa ứng trong mắt bọn hắn, liền từ có thể lợi dụng gia thần, biến thành có thể ăn dùng trường sinh dược. Thậm chí, nếu như vận dụng đúng phương pháp, tỉ như một bên cắt hứa ứng thịt một bên để chu gia na sư cho hắn trị liệu, còn có thể liên tục không ngừng sinh sản trường sinh dược. Có thể nói người người đến mà ăn chi, nhưng bây giờ, hứa ứng trong mắt bọn họ liền cùng trước đó khác biệt. Cái này trợ lực bọn hắn phi thăng công cụ, cái này trợ bọn hắn trường sinh hình người linh dược, mọc đầy răng nanh sắc bén. Thạch ra mặc dù là tân tấn thế gia, nhưng tốt xấu là một cái thế gia, có na tiên tỏa chấn, không nghĩ tới trong vòng một đêm, na tiên thạch mặt lạc bị trọng thương, sau đó lại bị hứa ứng giết tới trong phủ, bị hắn bắt tới trước mặt mọi người thiêu chết. Mặc dù thạch mạt lạc là bị tà ác ăn hết, nhưng ở người thần đô trong mắt, hắn chính là bị hứa ứng thiêu chết. Nếu như bọn hắn những thế gia này lại cử động cái gì ý nghĩ xấu, liền chỉ cần ước lượng một chút, có đáng giá hay không? Hứa ứng thủ đoạn, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Ngoan thất hiện ra chân thân, hơn 20 trượng đại xa, rời đi thần đô, hứa ứng cùng Trúc Thiền Thiền ngồi tại đại xà đỉnh đầu. Trúc Thiền Thiền cố gắng tu hành, luyện hóa thể nội tiên dược. Nàng tránh ở ngoài đâu suốt cung hơn 6.000 năm, đánh thắp tiên dược đem chính mình biến thành dược nhân nhất là tại luyện hóa tiên dược lúc dị hương xông vào mũi khiến cho người thèm ăn nhỏ rãi đừng nói thiên ma liền ngay cả hứa ứng đều muốn ôm nha đầu này mãnh liệt gặm hai cái đỡ thèm a à ứng nhà đầu này thật sẽ đưa tới thiên ma chuông lớn cũng cảm nhận được chúc thiền thiền sức hấp dẫn nói nhỏ ngay cả ta đều cảm thấy nếu như có thể đem nàng xem như dược luyện nhập trong cơ thể của ta ta cũng chắc chắn uy năng phóng đại hứa ứng thôi động bùi độ truyền lại quy tâm quyết ngăn chặn ôm nha đầu liền gặm ý nghĩ nói đoạn đường này thiên ma chưa tìm tới chúng ta liền sắp bị nàng biến thành thiên ma không biết tiểu phượng tiên đi nơi nào hắn sở dĩ gấp gáp như vậy rời đi thần đô chính là bởi vì trúc thiền thiền sức hấp dẫn quá lớn nha đầu này là tiên dược hình người chắc chắn sẽ dẫn tới thiên ma hứa ứng làm người hộ đạo khẳng định không đối phó được thiên ma nhưng phượng tiên nhi lại có thể phượng tiên nhi là phượng hoàng thiên ma thiên thần khắc tinh, cho nên hứa ứng động mang theo chúc thiền thiền tìm nàng suy nghĩ. Hứa huynh, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hứa ứng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp nguyên vị ương cùng kiêu bá chẳng biết lúc nào ra thần đô, đến đây đưa tiến. Hứa ứng để ngoan thất dừng lại, nguyên vị ương cùng kiêu bá leo lên lưng rắn, đi vào ngoan thất đỉnh đầu, ngoan thất lại lại lần nữa hướng về phía trước bơi đi, chỉ là tốc độ thả chậm rất nhiều. Nguyên vị ương hít hà không khí, kinh ngạc nói thơm quá. Nói đi, kinh ngạc nhìn Trúc Thiền Thiền một chút, hứa ứng cảm động nói, Nguyên huynh đệ, ta cầu địch khắp thiên hạ, người còn dám đến đây đưa ta, khiến cho ta không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên vị ương nghiêm mặt nói, người đến thần đô gặp ta, lại gặp phải nhiều như vậy ám toán, là ta nguyên ra vô lực bảo hộ khách nhân. Người bây giờ muốn đi, ta há có thể không đưa tiến. Hứa ứng trong lòng nhớ lấy một người khác, dò so hỏi, như thị muội muội được chứ. Nguyên vị ương trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, phía sau kiêu bá ho khan một cái, nguyên vị ương nụ cười trên mặt thu lại, mặt không chút thay đổi nói, sám muội ngang bướng, mẫu thượng mệnh nàng trong nhà làm nữ công, không được ra ngoài. Hứa huynh, ta đến đây đưa tiến, người đã thấy mặt liền hỏi thăm sám muội có chút vô lễ. Kiêu bá nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, lần này ứng đối coi như vừa vặn. Hứa ứng trong lòng tiếc hận nói ta gần nhất luôn luôn thỉnh thoảng nhớ tới như thị muội muội nguyên vị ương sắc mặt nghiêm nghị nói xám muội khuê nữ còn chưa hôn phối Ngươi không thể có ý nghĩ xấu. Hắn lời vừa nói ra, hứa ứng liền có ý nghĩ xấu. Bất quá hắn cùng nguyên như thị chỉ là nam nữ tình cảm, cùng nguyên vị ương lại là chi giao, hai người ngồi tại ngoan thất đỉnh đầu, lại đàm luận lên tu hành chi đạo, trao đổi có hay không. Hứa ứng đem chính mình sửa chữa sau, dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công, nói một phen, dáng cung yển nguyệt lô đỉnh công, là quách ra bí mật bất truyền, hắn chỉ là lấy ra yển nguyệt động tiên vận chuyển pháp môn, cũng không tiết lộ công pháp thân cây. Ta hoài nghi trên đời có một chút tồn tại tà tạ ác, như Nê Hoàn cung chủ nhân, giấu ở chỗ tối. Bọn hắn truyền bá na pháp, thường thường lưu lại lỗ thủng. Hứa Ứng nói, "Nguyên huynh đệ, người thiên tư hơn người, thông minh tinh tế tỉ mỉ chỗ, ta cũng không kịp ngươi. Ngươi tham khảo bản này pháp môn, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra nguyên gia luyện hóa tiên dược chi pháp, có thể vì ngươi gia lão tổ nguyên vô kế diên thọ, miễn cho hắn lúc tuổi già bất hạnh." Lời vừa nói ra, Kiêu Bá cũng không nhịn được động dung phần hậu lễ này thực sự quá quý giá nguyên vị ương trong mắt có dị dạng tình cảm lưu động lấy lại bình tĩnh đem thiên kia tàn quyết thu hồi nói hứa yêu vương đối với ta nguyên gia ân đức suốt đời khó quên ta nguyên gia mặc dù xuống dốc nhưng cũng là có ơn tất báo ta biết hứa huynh không có mở hoàng đình bí tàng không cách nào tại thần thức bên trên tiến thêm một bước hắn từ trong ngực lấy ra một quyển kim thư xé đi phía trước hai trang đem cái kia hai trang đưa đến hứa ứng trong tay kiêu bá sắc mặt đột biến nói công tử nguyên vị ương không để ý đến cười nói mẫu thượng chắc chắn sẽ không đồng ý ta đem nguyên ra tổ truyền nguyên đạo chư thiên cảm ứng truyền thụ cho ngươi nhưng ta thẹn là nguyên ra tương lai gia chủ hôm nay làm chủ đem môn công pháp này nửa trước thiên đem tặng kiêu bá trần chờ một chút không có ngăn cản hứa ứng đưa ra hậu lễ thực sự quá quý giá quả thực là nguyên gia ân nhân cứu mạng coi như nguyên vị ương xuất ra cả bộ nguyên đạo chư thiên cảm ứng đem tặng cũng khó có thể cùng phần hậu lễ này đánh đồng hứa ứng nhận lấy nguyên đạo chư thiên cảm ứng tàn thiên, cười nói, không bằng dạng này, người ta so một lần, xem ai trước ngộ ra hoàng đình bí tàng tiên dược luyện hóa chi pháp. Nguyên vị ương nhãn tình sáng lên, lên tranh cường háo thắng chi tâm, cười nói tốt. Bất quá, hứa yêu vương phải chăng có hứng thú cực một chút. Hứa ứng cũng là thiếu niên tâm tính, hỏi đánh cực như thế nào. Nguyên vị ương ánh mắt chấp động, nói ta có một người muội muội, ngươi là gặp qua. Ngươi nếu là trước ta một bước tìm hiểu ra Hoàng Đình Tiên dược luyện hóa pháp môn, ta làm chủ đem như thị hứa cho ngươi. Phía sau hắn, kiều bá gấp đến độ rậm chân liên tục, kêu lên, ai? Ai, công tử, cái này như thế nào cho phải? Ngoan thất bị hắn mấy đá này dẫm đến hoa mắt chóng mặt, vội vàng nói, lão bá, ngươi điểm nhẹ dẫm. Ta đầu óc bị ngươi dẫm ra tới, kiều bá gấp đến độ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng vạn phần, nào có thua cuộc liền đem chính mình gả đi đạo lý. Huống hồ cái này cũng môn không đăng hộ không đối, lão thái thái bên kia liền chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hứa ứng trong lòng một trận sốt ruột, cười ha ha nói tốt. Một lời đã định, chỉ là, ta nếu là thua, nhưng không có một người muội muội gả cho ngươi. Không bằng, hắn nhìn một chút ngay tại chuyên cần khổ luyện trúc thiền thiền, trong lòng khẽ nhúc nhích, không bằng đem nha đầu này hứa cho nguyên huynh đệ. Nguyên vị ương cười nói, ngươi nếu là thua, ta không muốn muội muội của ngươi, chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện. Chuyện này, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra được, đợi đến tương lai nghĩ ra đằng sau sẽ nói cho ngươi biết. Hứa ứng vui vô cùng, cười nói, ngươi chắc chắn thua. Nguyên vị ương lắc đầu nói, cái này có thể chưa hẳn. Ta đem toàn lực ứng phó, ta cũng vậy, nguyên vị ương từ ngoan thất đỉnh đầu nhảy xuống, vất tay cùng hắn từ biệt, quay người trở về thần đô, kiêu bá đi theo phía sau hắn, một đường than thở. Nguyên vị ương cười nói, kiêu bá, chuyện này đừng nói cho mẫu thượng cùng lão thái thái, kiêu bá thở dài công tử giấy không thể gói được lửa hắn muốn nói là chuyện này không gạt được lão thái thái bao lâu nguyên vị ương nghĩ lại là một chuyện khác nói ngươi nói không sai ta sẽ chọn cơ hội tốt nói cho hắn biết nguyên như thì cái tên này ý tứ chính là ta nguyên bản là thân nữ nhi kiêu bá nghẹn họng nhìn chân chối ngoan thất trở hứa ứng cùng chúc thiền thiền du ở giữa dãy núi hướng về tung sơn phương hướng mà đi đại địa không ngừng chấn động mới sơn hà từ trong khe lớn hiện ra đến để tung sơn trở nên cực kỳ xa xôi. Đột nhiên, phía trước trong núi rừng truyền đến khiếp người tâm hồn tiếng giống, chấn động sơn giã, hứa ứng ngửa đầu nhìn lại, liền gặp một đầu quái vật khổng lồ trồm hổm tại một đạo thác nước lớn dưới, bốn phía là vô số hình thể khổng lồ dị thú, nhìn hình thể, không thể so với ngoan thất nhỏ. Bọn chúng phảng phất là quái vật khổng lồ thần dân, quy sát tại quái vật khổng lồ kia bốn phía, hướng hắn quỷ bái, như phàm nhân tế như thần. Quái vật khổng lồ kia là một con chi trước dài chi sau ngắn sinh vật không rõ, quanh thân lật lên màu đen diễm hỏa, nhưng không có nhóm lửa rừng cây, từng đóa từng đóa hỏa diễm phiêu phù ở thân thể bốn phía, phảng phất hoa văn đồng dạng. Hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, đó là viễn cổ huyết mạch sau khi thức tỉnh khí tức, ngoan thất trên thân cũng có tương tự hung hãn khí tức, nhưng ngoan thất không có hắn như vậy mãnh liệt, lại là luyện khí sĩ, rất tốt che giấu điểm này. Đây là một tôn còn vị thành niên hồng hoang cự thú, chuông lớn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục từ hứa ứng sau đầu nổi lên nói loại sinh vật này là trời sinh vương đồng dạng lại là hồng hoang thần linh vạn thú tế tự bọn hắn để bọn hắn có được không thể tưởng tượng nổi thần lực nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tại chủ nhân nhà ta thời đại kia nhưng không có nhiều như vậy thú vương thần kỳ quái bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện tôn kia thú vương thần giống lên một tiếng lập tức bên người từng đầu cửa thú hướng bên này vào tới mục tiêu chính là tản mát ra dị hương trúc thiền thiền. Ngoan thất thôi động ba xà chân tu, lập tức chiều cao trăm trượng, há miệng đem một đầu cự thú cắn, thân thể bãi xuống, liền đem một đám đánh tới cự thú lật tung. Hắn lại yêu tộc luyện khí sĩ, luận trí tuệ, thắng qua những cự thú này rất rất nhiều. Tôn kia thú vương thần giận tím mặt, thả người đánh tới, ngoan thất khí tức không bằng hắn nồng đậm, tự biết không phải địch thủ, vội vàng nói a ứng. Hứa ứng đứng tại ngoan thất trên chán, tế lên búa đá, lập tức dung chuyển trời đất hung uy bộc phát, huyết sắc tràn ngập, một đạo phủ quang rơi xuống, cái kia thú vương thần đầu lâu rơi xuống đất, to lớn thi thể hướng về phía trước trượt, đi vào ngoan thất dưới thân lúc này mới dừng lại. Búa đá kia chính là thời kỳ viễn cổ cự nhân bộ tộc luyện thành pháp bảo, uống vô số cự thú chi huyết, không biết bao nhiêu thú vương thần đổ vào dưới rìu. Bây giờ hút cái kia thú vương thần máu, khí thế hung ác càng hơn. Thôi động búa này lúc, liền gặp trong dị tượng cuồn cuộn huyết hải kia nhiều một tôn thú vương thần, băng thêm mấy phần uy năng. Tôn này thú vương thần vừa chết, những cự thú khác nhau nhau hốt hoảng mà chạy, tan đàn xẻ nghé, chạy vô tung vô ảnh. Hứa ứng thu hồi hung binh, chỉ gặp cách đó không xa có một tòa nguy nga thành đá, liền nói ngay, thất ra, chúng ta đêm nay ở nơi đó đặt chân. Đem thú vương thần này kéo đi qua, ban đêm ăn cái này. Ngoan thất xưng phải, cái đuôi cuốn lên thú vương thần thi thể, hướng tòa kia thành đá đi đến. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, chỉ gặp hai bên dãy núi dốc đứng, treo leo vách đá, đao tước búa bổ, quái thạch như quỷ thần, xâm nhiên mà ra vách đá bên ngoài, giữ tợn khủng bố. Thành đá tại hẻm núi cuối cùng, tường thành đứng thẳng, khu phố ngay ngắn. Hứa ứng ngửa đầu nhìn lên, chỉ gặp trên cửa thành viết hai cái văn tự cổ lão. Đế khâu, tên kỳ cục, hứa ứng thu hồi ánh mắt, ngoan thất thu nhỏ hình thể, bơi vào trong thành, hành tẩu tại trên đường phố, thành thị này đầu đường còn có cửa hàng bánh bao trưng thế bốc lên sương mù màu trắng, trong tử quán rượu còn tản ra mùi rượu. Bọn hắn trải qua một cái quán trà, trong chén trà hay là nóng. Góc đường dựa vào người bán hàng rong rơm dạ gậy tre, phía trên cắm gấp giấy trong chóng, trong chóng còn tại hô hô chuyển, nhưng người bán hàng rong cùng đuổi theo người bán hàng rong chạy tiểu hài tử nhưng không thấy bóng dáng. Toàn bộ thành thị không ai, đừng nói người, chính là ngay cả con chuột đều không có. Tòa thành này, yên tĩnh đáng sợ, phảng phất cả tòa thành tất cả có sinh mệnh đồ vật, trong lúc bất chợt biến mất, sau đó toàn bộ thành thị thời gian cố định tại mọi người biến mất một khắc này trong thành đồ ăn sẽ không hư thối lô hỏa sẽ không dập tắt trà sẽ không mát hứa ứng từ đại xà đỉnh đầu nhảy xuống xốc lên cửa hàng bánh bao vỉ hấp bên trong bánh bao nóng hổi nhuyễn hồ hổ hồ mang theo hành hương cùng mùi thịt hắn để bánh bao xuống khẽ nhíu mày bên đường có hầm tốt thịt trâu đỏ bừng mang theo hoàng như gân kiện sát phách trong tử quán rượu còn ấm tràn ngập mùi rượu cùng thịt trâu mùi thơm sen lẫn trong cùng một chỗ khiến cho người thèm ăn nhỏ rãi. Chuông lớn nghi ngờ nói, tòa thành này chuyện gì xảy ra? Trong thành người đi nơi nào? Ngoan thất buông xuống thú vương thần thi thể, nói, a à, ứng, nơi này có ăn, chúng ta còn cần nấu cơm sao? Hứa ứng lắc đầu nói, nơi này đồ ăn tốt nhất vẫn là không được đụng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng ẩm vang chấn động, tòa này thành đá một nửa kia chậm rãi từ trong sương mù tràn ngập hiển hiện, nó giống như là vừa mới giải trừ thời gian phong ấn, từ trong thời quang trường hà hiển hiện ra. Nhưng mà, trong thành cư dân lại không cánh mà bay. Trúc Thiền Thiền cũng tỉnh lại, hiếu kỳ dò xét bốn phía, nghi ngờ nói, nơi này là chỗ nào. Nàng cao lớn hơn một chút, nhìn người mấy tuổi, là cái băng tuyết đáng yêu nha đầu, chỉ là trên người y phục có chút ngắn. Trúc Thiền Thiền cuống quyết sốc lên ngoan thất miệng, tiến vào ngoan thất thể nội, ở bên trong thay đổi quách tiểu điệp y phục, lại có vẻ có chút lớn, trống rỗng. Nơi đây tên là Đế Khâu, đột nhiên một thanh âm truyền đến, hứa ứng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị lão ông áo trắng bước chân nhẹ nhàng đi vào tòa này thành đá lão ông áo trắng kia hắn đã từng trên vô vọng sơn gặp qua cùng lão giả vẻ u sầu cùng một chỗ hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích tối hôm qua ta tại trong đệ nhị thần đô nhìn thấy cái kia quyết đấu gia chủ thôi ra lão ông tóc trắng chính là hắn hắn tới làm cái gì lão ông tóc trắng ha ha cười nói đế khâu tại đại hán võ đế thời kỳ biến mất cả tòa thành đá không cánh mà bay trở thành án chưa giải quyết không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được tòa này thần bí thành thị. Hứa tiểu hữu, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại các hạ, người ta thật sự là hữu duyên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử này là không ngồi ổ con thỏ, chạy tán loạn khắp nơi, vạn nhất chạy ra tầm mắt của ta, chẳng phải là muốn hỏng bét. Ta dứt khoát liền gia nhập bọn hắn, hắn liền chạy không thoát. chương 109, 3.000 năm trước yêu say đắm. chương 108, 3.000 năm trước yêu say đắm. Chuông lớn nói nhỏ: "A à ứng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." Lão gia hỏa này cùng cho ngươi ăn mạnh bà thang vẻ u sầu lão hán là cùng một bọn, mà lại chúng ta tại đệ nhị thần đô lúc, còn chứng kiến hắn cùng vẻ u sầu lão hán đi ra không có. Hứa ứng trên mặt dáng tươi cười, thanh âm từ trong hàm răng toác ra đến, không nên đánh cỏ kinh rắn, trước nhìn hắn muốn làm cái gì. Chuông lớn hiểu ý, vội vàng phân phó ngoan thất, ngoan thất cũng tỉnh ngộ lại, không có bóc trần lão ông áo trắng. Hứa ứng hướng lão ông áo trắng không người chào, khách khí nói, lần thứ hai nhìn thấy lão tiên sinh, còn chưa tới kịp thỉnh giáo lão tiên sinh tên họ. Lão ông áo trắng cười nói, ta họ bác tên thần, biết người của ta, đều gọi ta bác thần tử. Hắn nhìn về phía Trúc Thiền Thiền, thèm ăn nhỏ rãi, kinh nghi bất định, thầm nghĩ, nhà đầu này thơm quá, nàng là thế nào đem tự mình thu luyện thành này tấm ngon miệng bộ dáng. Thật sự là khó được, hứa ứng khiêm tốn thỉnh giáo, lão tiên sinh biết tòa này đế khâu lai lịch bác thần từ ổn định đạo tâm sâu bạc lắc lư ha ha cười nói ta đối với đế khâu cũng là có chỗ nghe thấy nghe đồn nơi đây là thượng cổ đế chuyên hút phần mộ đế khâu tòa thành này là người thủ lăng nơi ở dần già xây xong thành đá còn đế khâu vì sao mà biến mất ta liền không rõ ràng bọn hắn bước nhanh đi vào thành đá một chỗ khác vừa rồi thành đá bắt đầu từ ngoài thành trong sương mù phun ra hứa ứng đi vào ngoài thành chỉ gặp dưới chân chính là vực sâu vạn trược sâu không thấy đáy vừa rồi hắn đi được quá mau suýt nữa một cước đạp hụt ngã xuống đi. Đám người dừng bước, hướng đối diện nhìn lại, nhưng gặp mê vụ phong tỏa vực sâu này bờ bên kia, thấy không rõ nơi đó có cái gì. Đột nhiên, vực sâu rũi ra truyền đến trận trận trầm muộn tiếng giống, hứa ứng mơ hồ thấy cái gì đồ vật từ trong vực sâu ló đầu ra đến, vô số thô to xúc tu vung vẩy, cố gắng hướng ra phía ngoài bò. Hắn thôi động thiên nhãn, cũng nhìn không rõ, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng roi truyền đến, một đạo trường tiên từ trong xương ngủ bay ra, bộc một tiếng quất vào trong vực sâu quái vật khổng lồ bên trên. Cái roi kia vung ra lúc rất là tinh tế, nhưng vung ra đằng sau trực tiếp từ bành trướng, biến lớn dài ra, như rồng như mãng, gần khu dây dưa, rút nhập vực sâu, cũng không biết dài bao nhiêu. Trong vực sâu quái vật khổng lồ bị một roi này đánh cho tiếng giống như sấm, một ngạt kinh người. Đột nhiên một đạo thô to xúc tu lật một cái, một tòa nguy nga dãy núi từ trong vực sâu phóng xuất ra, rơi vào bờ bên kia. Một màn này quả thực kinh người, cho dù là trúc thiền thiền cũng bị giật nảy mình hứa ứng trong lòng giật mình vừa rồi sông núi từ trong vực sâu bay ra một màn kia cố nhiên dọa người nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ nhưng thật ra là cây roi kia hắn nhận ra loại này roi đã từng hắn cũng có một cây chính là thiếu nữ trong quan tài thanh bích sao cho hắn dùng để quất roi ôn thần cây roi kia cái này hai cây roi gần như giống nhau hứa ứng dò hỏi thiền thiền người có thể nhìn thấy trong vực sâu đồ vật sao chúc Thiên Thiên nói, vận dụng thiên nhãn liền có thể trông thấy. Chỉ là trong vực sâu quỷ đồ vật, ta cũng chưa từng gặp qua, thật sự là cổ quái. Hứa ứng nhìn về phía bác thần tử, do hỏi, lão tiên sinh có biết hay không trong vực sâu là cái gì? Bác thần tử cũng là kinh nghi bất định, thăm dò hướng xuống nhìn quanh, nói, không biết. Ta xuất sinh những năm kia, cũng đã có những thứ này. Năm đó chúng ta xưng những người cầm roi kia là thâm uyên giám thị giả. Bọn hắn ẩn cư tại vực sâu trong sương mù, nếu như có thâm nguyên ma quái leo ra bọn hắn liền sẽ đem những ma quái kia rút về đi hắn dừng một chút nói năm đó rất nhiều người dự định tiến vào trong vực sâu thăm dò nhưng là nhảy vào trong đó liền hoa mắt chóng mặt rốt cuộc về không được vực sâu cực kỳ đáng sợ hứa ứng nhìn về phía bờ bên kia mê vụ cũng không tán đi sương mù rất là kỳ quái cho dù thiên nhãn cũng nhìn không thấu không biết người cầm roi là bộ dáng gì Thâm uyên giám thị giả còn tại vùng roi hướng trong vực sâu rút đi, đánh cho trong vực sâu tiếng giống không ngừng. Sau một lúc lâu, trong vực sâu đồ vật rụt trở về, cái roi kia cũng từ lùi về trong mây mù, không thấy tăm hơi. Hứa ứng trong lòng nghi hoặc, thiếu nữ trong quan tài thanh bích cũng có được đồng dạng roi, phải chăng nói rõ nàng cùng thâm uyên giám thị giả là đồng loại. Hay là nói, nàng từ thâm uyên giám thị giả nơi đó giành được roi. Tòa thành đá này cũng hẳn là từ trong vực sâu phóng xuất ra. Hứa ứng đột nhiên nhớ tới thương ngô trị uyên, thầm nghĩ, thương ngô trị uyên cùng vực sâu này, không phải là cùng một cái vực sâu a Những thâm uyên giám thị giả kia, lại là cái gì lai lịch? Đến trạng vạng tối, hứa ứng cùng Trúc Thiền Thiền liên thủ đem thú vương thần kia tẩy lột sạch sẽ, Trúc Thiền Thiền nói ta đi tìm cái nổi đến. Không cần, chuông lớn bay lên, càng lúc càng lớn, miệng chuông chỉ lên trời. Hứa ứng tại trong chuông thả đầy nước, đem thú vương thần đưa vào trong chuông, lại đi vào ngoan thất trong bụng, lấy ra muối ăn cùng các loại gia vị, xái nhập trong chuông. ngoan thất phun ra một đóa thiên hỏa, đặt ở dưới chuông lò nấu rượu. trúc thiên thiên cùng bác thần tử thấy ngây người, còn chuông lớn đã sớm tập mãi thành thói quen. thiên hỏa một bên, hứa ứng đọc qua nguyên vị ương cho hắn hai trang giấy vàng kia, lặng lặng chờ đợi thịt chín. trên giấy vàng nội dung là hoàng đình bí tàng tầm long định vị, cùng nguyên gia bí mật bất truyền nguyên đạo chư thiên cảm ứng khúc dạo đầu. với hắn mà nói hắn không cần thiết đạt được nguyên đạo chư thiên cảm ứng công pháp hoàn chỉnh, chỉ cần đạt được trong động thiên vận chuyển pháp môn là đủ. Không biết thái nhất đạo dẫn công, có thể hay không đồng thời điều động nê hoàn, dáng cung cùng hoàng đình tam đại bí tàng. Hứa ứng nín thở ngưng thần, thi triển tầm long định vị thuật, tìm kiếm chính mình hoàng đình chỗ. Nguyên đạo chư thiên cảm ứng bên trong nói, hoàng đình bí tàng giấu ở trong tỳ là hồn phách chi thất, ý thức chi nguyên. Hắn mở ra hoàng đình bí tàng, chỉ gặp tòa này bí tàng động thiên hình như ngõ phủ, thăm dò vào một mảnh huyền hoàng chi khí bên trong. Lập tức, hắn thần thức tăng nhiều, trong lúc mơ hồ nhìn thấy huyền hoàng chi khí bên trong trở đi một tòa cung điện màu vàng óng, cực kỳ bắt mắt. Hắn đang muốn nhìn kỹ, liền gặp huyền hoàng chi khí vào tới, đem hắn tầm mắt ngăn trở, để hắn không cách nào thấy rõ. Hoàng đình bí tàng bên trong, cũng có một mảnh bờ bên kia. Xem ra nhân thể lục bí, hơn phân nửa thật đối ứng lục đại bờ bên kia, nơi đó mới là trường sinh chi môn. Hứa ứng thầm nghĩ trong lòng hắn cùng nguyên vị ương từng có ước định xem ai có thể trước luyện hóa hoàng đình bờ bên kia tiên dược bởi vậy không có gấp tu luyện nguyên đạo chư thiên cảm ứng mà là dốc lòng suy tư tìm kiếm công pháp này sơ hở thử nghiệm tiến hành bù đắp chỉ là nguyên đạo chư thiên cảm ứng khúc dạo đầu cực kỳ tối nghĩa thâm ảo khó hiểu hứa ứng trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được sơ hở đến cùng giấu ở nơi nào trong chuông dần dần có mùi thịt truyền đến ngoan thất trúc thiền thiền đã sớm thèm ăn thèm ăn nhỏ dãi hứa ứng cũng bị mùi thịt tỉnh lại nếm miệng nói có thể ăn một người một rắn gieo hò một tiếng mò lên thịt liền ăn Trúc thiền thiền đem miệng mình nhét căng phồng ồm ồm nói ăn ngon ăn ngon ta hơn sáu năm chưa từng ăn qua cơm bác thần tử nghe vậy kinh nghi bất định hơn sáu năm chẳng lẽ nàng niên kỷ còn lớn hơn ta hứa ứng xin mời bác thần tử đi ăn cơm bác thần tử cũng không khách khí ngồi xuống liền ăn tôn kia thú vương thần đem chính mình luyện đến dị thường sướng miệng nhất là ra liên tiếp thịt địa phương không chút nào dính miệng vừa hạ xuống răng môi lưu danh không nói ra được thỏa mãn bọn hắn đều là luyện khí sĩ buông ra ăn thú vương thần kia thịt đến trong bụng liền rất nhanh hóa thành nguyên khí cực kỳ bổ dưỡng lại có ngoan thất quái vật khổng lồ này toàn bộ thú vương thần rất nhanh liền bị bọn hắn ăn sạch hứa ứng tại thần đô thành bên trong một trận chiến nguyên khí tu vi một mực không có khôi phục ăn xong cơm tối khí lực liền khôi phục lại đỉnh phong mọi người tại trong thành tìm kiếm nơi đặt chân trong thành có một chỗ cung điện tên là tinh thần cung, có chút rộng rãi, bên trong có giường có bị, ngoan thất cuộn tại mấy cây cây cột ở giữa đi ngủ, hứa ứng lựa chọn trên giường yên giấc, chúc thiền thiền ngủ ở một phòng khác. Bác thần tử cũng tìm cái gian phòng ở lại, lại ngồi tại bên cạnh bàn, mang lên ván cờ, từ đầu đến cuối không ngủ. Ngoài cửa sổ có ánh trăng vương xuống đến, chiếu vào vị này là ông áo trắng trên thân, bác thần tử sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên tâm huyết dâng trào hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp thành đá bên ngoài trên một đỉnh núi, có người khai đàn làm phép, ánh nến thẳng lên mây xanh. Người kia pháp lực cao cường, sau lưng từng tòa động thiên xoay tròn, ở dưới ánh trăng ban đêm, lộ ra dị thường trói lọi. Trên đỉnh núi, còn có to to nhỏ nhỏ na sư, ước chừng trên dưới 100 người, cũng là riêng phần mình nở rộ động thiên, đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Dưới tế đàn, còn đứng lấy trên dưới 100 tôn thần linh, từng cái hương hỏa chi khí nồng đậm, pháp lực cường đại, hướng tế đàn khom người liền bái. Chính giữa tế đàn, là một cây cung, bảy mũi tên. Đinh đầu thất tiến thư, bác thần tử trong lòng giật mình, trong tay quân cờ bất giác rơi xuống đất, thấp giọng nói, đám này na sư không tầm thường A, à, thế mà có thể tìm được loại dị thuật này. Đinh đầu thất tiến thư là thượng cổ luyện khí sĩ pháp thuật, chuyên môn hại người hồn phách, tại bác thần tử thời đại kia đã thất truyền. Không nghĩ tới, tại luyện khí sĩ tuyệt tích hôm nay, những na sư này thế mà còn có thể tìm được loại pháp thuật này, đồng thời phục hồi như cũ đi ra tựa như là thần đô hoàng thất na sư, hoàng thất lý gia, đào không ít luyện khí sĩ mộ phần A. Không phải vậy làm sao có thể phục hồi như cũng loại này hung thuật. Bác thần tử thôi động thiên nhãn nhìn lại, đem ngoài thành trên đỉnh núi đám người thấy nhất thanh nhị sở, thầm nghĩ, hẳn là hoàng đế phái tới cao thủ, dùng đinh đầu thất tiến thư tới lấy hứa ứng tính mệnh. Hắn không khỏi kích động lên, hắn nghe qua đinh đầu thất tiến thư hung danh, bực này hung hãn thượng của pháp thuật, thậm chí ngay cả thần tiên đều có thể bắn chết nếu như hoàng thất lý ra na sư thật có thể bắn chết mầm tai họa này như vậy ta liền tự do bác thần tử nhịn không được trong lòng vui vẻ hận không thể trong phòng khoa tay múa chân đại sướng một khúc bắn chết hắn còn muốn cái gì chấn ma phù văn đợi cho những na sư kia cùng một đám thần linh làm phép hoàn tất tu vi cao nhất vì kia đại na tất cung tất kính gỡ xuống trường cung đem lông tên đặt lên trên dây cung ra sức dương cung mặt khác na sư cùng chư thần nhao nhao làm tế trong miệng nói lẩm bẩm từng luồng từng luồng hương hỏa chi khí quấn quanh ở trên mũi tên. Cái kia lý ra đại na hưu một tiếng, dương cung liền bắn, lông tên hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến hứa ứng trong phòng mà đi. Lý ra đại na liên tục dương cung, đem bảy mũi tiến vô bắn ra, đạo thứ nhất lưu quang bắn vào hứa ứng thể nội lúc, mặt khác sáu đạo tiến quang cũng tới đến hứa ứng gian phòng, căn bản không cho phép hắn tránh né. Bác thần tử kích động đến tay chân phát run, run giọng lầm bẩm nói, nghe đồ ninh đầu thất tiến thư giết người vô hình, đối phương chúng tên, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, hồn phách liền bị bắn chết, cái này bảy mũi tên xuống dưới, một tiếng diệt hắn một phách, bảy mũi tên chính là thất phách, muốn hắn chết đến mức không thể chết thêm. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp bảy mũi tên bắn xong, đối diện trên đỉnh núi vị kia lý ra đại na đột nhiên thân thể loạn run, trong miệng phun máu, ngửa mặt ngã xuống đất. Bác thần tử dùng thiên nhãn thấy rõ ràng, đại na kia hồn phách không biết sao, đột nhiên nổ tung, chết oan chết uổng bác thần tử đờ đấn, chỉ gặp đối diện trên đỉnh núi, một đám na sư cùng thần linh loạn trận cước, cuống quyết nâng lên đại na kia thi thể, thu thập một phen hốt hoảng rời đi. Ngay cả đinh đầu thất tiến thư cũng bắn không chết hắn. Bác thần tử không có cam lòng, vận chuyển thiên nhãn hướng hứa ứng trong phòng nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng trong phòng hồn phách lập lòe, quang mang vạn trược, thân quấn bất diệt chân linh tán phát bất diệt linh quang. Nghĩ đến, đinh đầu thất tiến thư chính là bắn trên bất diệt linh quang, bị gãy trở về ngược lại đem vị kia lý ra đại na bắn chết thôi vẫn là chờ trấn ma phú văn a bác thần tử thở dài đến nửa đêm đột nhiên trống rỗng đế khâu thành đá người ta tấp nập khắp nơi đều là người đi đường rộn rộn ràng ràng lui tới cửa hàng bánh bao tiểu nhị sốc lên trưng thế cố ý đem sương mù màu trắng phiến đến trên đường dẫn dụ thực khách trong tử quán mấy cái say rượu khách nhân ở đánh lẫn nhau trong quán trà nhàn khách một bên uống trà một bên cười nhìn trên đường mỹ mạo cô nương còn có người bán hàng rong khiêng rơm giả dạ gậy tre, bên người vây đầy tiểu hài tử, ồn ào lấy muốn mua trong chóng. Hứa ứng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền gặp làn gió thơm đánh tới, có nữ tử sốc lên rèm trâu, đi vào bên giường, một bên thoát hi một bên hướng trên giường nằm đi, cười nói như châu ta buồn ngủ, trước nghỉ một lát. Ngươi là người phương nào? Nữ tử kia kinh hô một tiếng, cuống quyết đứng dậy, đem y phục ôm ở trước ngực, hoảng sợ nhìn xem hứa ứng. Hứa ứng vội vàng nói, cô nương không cần gọi, ta không phải người xấu, ta đi một ngày khốn đốn, thấy nơi đây không người, liền nằm xuống nghỉ chân, dự định hừng đông liền đi, không phải cố ý khinh nhờn cô nương. Nữ tử kia nói, người quay lưng đi, chờ ta mặc được y phục. Hứa ứng quay lưng lại, chỉ nghe xa xa tiếng mặc quần áo chuyển đến, nữ tử kia nói ta mặc xong. Người xoay người lại a à, hứa ứng quay người, liền gặp một thanh hàn quang lè lè bảo kiếm gác ở chính mình đầu vai, nữ tử kia mắt hạnh trợn tròn, nổi giận đùng đùng, nói, khá lắm đăng đồ tử, khi dễ đến trên đầu ta đến rồi. Hôm nay muốn người máu tươi tại chỗ, hứa ứng vội vàng nói, cô nương, ta thật sự là vô ý đến chỗ này, không phải muốn khinh bạc phi lễ. Huống chi ta là người tu hành, người thương không đến ta. Hắn vừa mới nói đến đây, sách vận nguyên khí, trong lòng chợt lạnh, nguyên khí trong cơ thể vậy mà vô tung vô ảnh. Nữ tử kia bảo kiếm trong tay khẽ động, quát ngươi tên là gì. Tốt gọi ta biết, chết tại ta phùng tuyết nhi dưới kiếm chính là cái nào quỷ phong lưu hứa ứng phát hiện chính mình tu vi hoàn toàn biến mất nói thầm một tiếng hỏng bét nói cô nương ta gọi hứa ứng hứa ứng thiếu nữ kia ngây ngốc một chút đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng hồng vứt xuống bảo kiếm quay người chạy ra hứa ứng giật mình đột nhiên tỉnh ngộ liền vội vàng đứng lên liền muốn chuồn đi đúng lúc này bên ngoài một vị phụ nhân cùng mấy cái nha hoàn mang theo cái kia thẹn thùng thiếu nữ đi tới phụ nhân xa xa liền cười nói nguyên lai like là cô ra tới cũng không thông báo một tiếng ai liền đem cô ra an bài đến khuê phòng này rồi hứa ứng ngạc nhiên không biết làm sao vội vàng nói ta khi nào thiếu nữ kia xấu hổ mang e sợ lườm hắn một cái xì si sao bàn tán nói ta còn tưởng rằng là đăng đồ tử kém chút liền hại hắn phụ nhân kia nghiêm mặt nói mặc dù là đã sớm lập thành việc hôn nhân nhưng cô nương nhà ta còn chưa qua cửa há có sông loạn khuê phòng đạo lý cô ra nếu đã tới không bằng dạng này liền tại ta phùng ra đem hôn sự làm miễn cho người khác nói nhàn thoại trung ra trung ra hứa ứng vội vàng kêu gọi một tiếng chuông lớn không có tiếng động hứa ứng lại gọi ngoan thất ngoan thất cũng không có đáp lại hứa ứng trong lòng bối rối thấp giọng nói là mộng là ảo giác đợi chút nữa tỉnh lại liền tốt hắn tưởng rằng mộng liền an định lại không có phản kháng ngày hôm đó thành thân mặc dù vội vàng cũng rất mỹ hảo đến đêm động phòng hoa trúc, tân khách diệt hết, vui chơi rời xa, hứa ứng ngồi tại bên giường, chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch đập loạn, nói với chính mình đây là mộng, không phải thật sự. Nhưng là trái tim hay là không cầm được nhảy loạn, thiếu nữ kia phùng tuyết nhi vén ra một góc khăn voan, cười ha hả nói, người người này dám xông vào người ta khuê phòng, nằm tại người ta trên giường, liền không dám bóc người ta khăn voan a. Hứa ứng lấy hết dũng khí tiến lên, đem thiếu nữ khăn voan để lộ, đỏ mặt không dám nhìn nàng. Phùng Tuyết Nhi tựa ở trong ngực hắn, cảm thấy thân thể đều mềm nhũn, cười nói, không biết tính sao, ta gặp được ngươi lúc, liền nhịp tim đến lợi hại. Cảm thấy giống như đã sớm nhận biết ngươi một dạng, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt như sao, hứa ứng từ nàng trong đôi mắt thấy được quen thuộc ánh sáng. Loại này tinh quang, hắn tại nguyên như thị trong đôi mắt gặp qua. Nàng hôn đi lên, là mùi vị quen thuộc, bóng đêm đổ rèm trâu, chỉ cảm thấy một đêm đêm xuân khổ ngắn. Ngày thứ hai, hứa ứng cảm thấy đây là một giấc mộng, trong lòng yên lặng hô hoán chuông lớn nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại giấc mộng này dài đằng đẵng phùng tuyết nhi rời giường cùng hắn cùng đi bái kiến phụ huynh thời gian này đột nhiên liền hạnh phúc là bắt rắn thiếu niên lang lúc trước chỗ không dám nghĩ hạnh phúc qua mấy tháng hắn dần dần quên ngoan thất quên chuông lớn quên còn có một cái trúc thiền thiền hắn cảm thấy đó mới là chính mình một giấc mộng mình không thể sống ở trong mộng dưới mắt hạnh phúc mới là thật hắn đặc biệt trân quý cùng với Phùng Tuyết Nhi thời gian. Một ngày này, Phùng Tuyết Nhi nói cho hắn biết, đế khâu tới mấy cái đại pháp sư, phụng võ đế chi mệnh, đến đế khâu làm thiên nhân cảm ứng. Thiên nhân cảm ứng là một vị họ đồng luyện khí sĩ nói lên tu hành chi đạo, cầu thông thiên địa thần minh. Hứa ứng nguyên bản không để trong lòng, mấy vị kia đại pháp sư tổ chức thiên nhân cảm ứng dài đằng đẵng cầu thông thiên địa quỷ thần, thời gian dần trôi qua thiên tượng phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa, thiên địa như muốn nghiêng, trong thành người đều rất lo lắng. Nhưng cũng may một mực không có chuyện gì phát sinh, một ngày này, hứa ứng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đột nhiên bên người trống rỗng, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm bất tường, ra khỏi phòng, phùng phủ rỗng, không có một người. Hắn lảo đảo xông ra phùng phủ, khu phố cũng rỗng, không có một người, bên đường vì hấp bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trong cửa hàng trà trà hay là ấm áp, lỗ tốt thịt trâu tản ra hương khí. Nhưng mà đế khâu không có một người tất cả mọi người biến mất, tim của hắn hoảng loạn lên, đi tìm thê tử của mình, đi tìm đại pháp sư, lại cái gì cũng tìm không thấy. Các người đi nơi nào, thanh âm hắn khản giọng giống người điên tìm kiếm khắp nơi. Người đâu, tuyết nhi, hắn giống như là đã mất đi hết thảy, gào khóc, nước mắt chảy ngang, cô độc đi ở trên không không một người trên đường phố. Một ngày này, hắn đã mất đi hết thảy, hắn giống thụ thương sói hoang, tê tâm liệt phế khóc lớn. Thượng thiên cho hắn tốt đẹp nhất, nhưng lại cướp đi nếu như không có đã cho hắn sẽ không như vậy thương tâm trong cửa hàng trà một cái mặt ủ mày trao lão nhân xuất hiện trên bàn bầy một chén nóng hổi trà uống xuống chén trà này người liền sẽ quên nơi này phát sinh hết thảy người sẽ có một đoạn tân sinh lão giả vẻ u sầu hướng hắn nói ra hứa ứng mất hết can đảm lão đảo đi hướng chén trà kia a à ứng a à ứng tiếng chuông vang lên chuông lớn thanh âm giống như là từ chỗ rất xa chuyển đến càng ngày càng gần hứa ứng đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy chính mình chẳng biết lúc nào đi vào đế khâu thành bên đường phố hắn giờ phút này như mộng bên trong đồng dạng đứng tại trong cửa hàng trà trong tay bưng một chén nóng hổi trà hứa ứng vội vàng đặt chén trà xuống lau một cái mặt khắp khuôn mặt là nước mắt a à ứng người mộng du ngoan thất nghiêm túc nói ta mộng du hứa ứng hồn bay phách lạc nói trúc thiền thiền nói đúng vậy a à, người mộng du là to người thật giống như lập tức đã mất đi hết thảy khóc đến thật thê thảm Người trong mộng luôn luôn đang tìm một người. Thật sao? Hứa ứng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn về phía trên bàn chén trà kia. Trong mộng chính là thật sao? Hay là vẻn vẹn một trận rõ ràng mộng? Nếu như là mà nói, đây cũng là một chén mạnh bà thang. Hắn bưng lên ba nghìn năm trước chén trà kia, uống một hơi cạn sạch, là mùi vị quen thuộc. chương 110, ngôi khư chi mê. chương 108, ngôi khư chi mê. Hứa ứng suy nghĩ xuất thần, cỗ này mùi vị quen thuộc, là mạnh bà thang hương vị hắn trong mộng hết thảy đều là thật đó không phải là mộng có lẽ là trở lại trốn cũ có lẽ là nơi này phong tồn lấy lực lượng thần bí ba nghìn năm trước hắn bị phủ bụi nào đó một đoạn ký ức đã thức tỉnh những chuyện cô kia bị mạnh bà thang chỗ phong ấn cho hắn quên lãng bây giờ nhặt lại lên hắn trong mộng ôn lại đoạn ký ức kia tựa như ảo mộng tim của hắn giống như là giấy lên liệt hỏa mang theo bi thương và phẫn nộ vì cái gì chính mình cần trải qua đây hết thảy là ai tại thao túng vận mệnh của mình hắn bị phẫn đến muốn giết người. Lão ông áo trắng bắc thần nhìn xem hắn ngửa đầu liền đem một chén mạnh bà thang uống vào, lại như người không việc gì đồng dạng, trong lòng không khỏi nghiêm nghị đã dùng uống nước một dạng. Hai vị đạo hữu cũng đã đến thiên thần điện đi, chỉ mong bọn hắn có thể đem chấn ma phù văn mau chóng đưa tới, trên đường không nên gặp chuyện xấu. Hứa ứng xâm nhiên ánh mắt quét tới, bắc thần tử trong lòng máy động, suýt nữa chạy đi, trong lòng hô to không ổn, hắn đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? hắn dùng mình, hắn nhớ lại ta. Không đúng không đúng, tưởng ra điền không phải ta đưa đi, ta cùng hắn chỉ gặp qua hai lần mặt. Vô vọng sơn là một lần, nơi này là một lần khác, không có lần thứ ba, hắn tuyệt không có khả năng nhận ra ta. Hứa ứng trong ánh mắt xâm nhiên chi khí dần dần tiêu tán, thân sắc ảm đạm, còn có chút thất thần, luôn luôn nhớ tới mấy tháng kia sự tình. Có đôi khi hắn sẽ đột nhiên cảm thấy, bên cạnh hắn hết thảy vẫn còn ở đó. Nhưng mà lấy lại tinh thần lúc, mới biết được mình đã mất đi. Chuông lớn thấy thế, đang muốn gõ vang tiếng chuông, giúp hắn khôi phục một chút, đã thấy hứa ứng một lần lại một lần thôi động quy tâm ấn pháp, chấn định tâm thần, ép buộc chính mình không đi suy nghĩ lung tung. Chuông lớn thầm than một tiếng, yên lòng, a à, ứng có thể tự đi ra ngoài, đạo tâm của hắn đã rất mạnh mẽ. Hứa ứng tại đế khâu trong thành từ từ đi một vòng, hắn lúc trước tiến vào tòa thành đá này, chỉ cảm thấy hết thảy lạ lắm, hiện tại xem ra lại là quen thuộc như vậy. Dù sao, hắn từng tại nơi này sinh sống mấy tháng, có một đoạn mỹ hảo hồi ức Suốt cục bọn hắn muốn rời khỏi nơi này ngoan thất hiện ra chân thân đám người ngồi tại đỉnh đầu của hắn hứa ứng mời bác thần tử đi lên bác thần tử đang lo không có lấy cớ cùng hắn đồng hành nghe vậy mừng rỡ đi vào đại xà trên đầu thơm quá bác thần tử lại ngửi được chút thiền thiền trên người tiên dược hương vị không khỏi thèm ăn nhỏ dãi hứa ứng dò hỏi bác thần tử tiền bối kiến thức rộng rãi ta có một chuyện hỏi đại hán võ đế cách nay đã có ba ngàn năm na sư chính là quật khởi tại ba nghìn năm trước luyện khí sĩ biến mất na sư quật khởi cùng thiên nhân cảm ứng phải chăng có liên quan gì chuông lớn nghe vậy cũng không nhịn được lưu ý lắng nghe bác thần tử ánh mắt chấp động cười nói cổ xưa như vậy sự tình ta làm sao biết luyện khí sĩ xuống dốc dần dần không có truyền thừa mọi người ngược lại tu na không phải rất bình thường sao luyện khí sĩ không đúng lúc bị lịch sử đào thải đương nhiên Hứa ứng truy vấn, ta nghe nói luyện khí sĩ xuống dốc cùng na sư quật khởi, là bởi vì thiên nhân cảm ứng ra vấn đề, tiền bối phải chăng nghe qua phương diện này nghe đồn. Bác thần tử sắc mặt biến hóa, người nghe ai nói. Hắn nói đến đây, tỉnh ngộ lại, vội vàng cười nói, trong này đều là tin đồn, không có chuyện. Đừng nói ba nghìn năm trước sự tình, liền ngay cả ba trăm năm trước sự tình, ai có thể nói rõ được. Ta chỉ là một cái nho nhỏ na sư, ngươi nói láo, chúc thiền thiền bang một quyền trùy trên người bác thần tử, khẽ kêu nói, người rõ ràng là luyện khí sĩ, vì sao nói mình là na sư. Bác thần tử bị nàng một quyền nện ở trên thân, nện đến dấu ở thể nội một đám pháp bảo rầm rầm rung động, nhảy lên tới lui, không khỏi hãi hùng khiếp phía tiểu cô nãi nãi này nắm đấm tốt có lực đảo. Trúc thiền thiền một quyền này đánh vào trên người hắn một chút không đau, nhưng hắn giấu ở trong hy di chi vực pháp bảo lại bị chấn động đến suýt nữa vỡ ra, để bác thần tử kinh tâm không thôi. Hắn phồng lên nguyên khí, chỉ gặp sau lưng thế mà hiện ra liên tiếp động thiên, hiện ra tử khí, những cái kia động thiên, cắm dễ tại trong một mảnh tử khí, hồng mông mờ mịt. Bác thần tử cười nói, các ngươi nhìn, ta rõ ràng là na sư. Trúc thiền thiền không khỏi kinh ngạc, vò đầu nói cổ quái. Ta rõ ràng từ ngươi trên thân cảm ứng được luyện khí sĩ pháp bảo khí tức. Chuông lớn cùng ngoan thất cũng kinh ngạc, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng bác thần tử cùng lão giả vẻ u sầu cùng một bọn, tất nhiên là luyện khí sĩ, không nghĩ tới bác thần tử thế mà thật là na sư. Hứa ứng bất động thanh sắc, nói ta vốn cho là chu tề vân là na khí kiêm tu người thứ nhất không có muốn bác thần tử tiền bối mới là na khí kiêm tu người thứ nhất bác thần tử nghe vậy cười ha ha nói ta đối với luyện khí xác thực có chút nghiên cứu hứa yêu vương muốn biết cái gì ta nhất định biết gì nói nấy hứa ứng nói đại hán võ đế thời kỳ cái kia họ đồng luyện khí sĩ đưa ra thiên nhân cảm ứng để đại pháp sư ở chỗ này câu thông thiên địa thần minh tại đế khâu nơi này sai lầm dẫn đến đế khâu tất cả mọi người một đêm biến mất Bác thần tử sắc mặt biến hóa, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hắn nhớ lại những chuyện này. Hắn ký ức không phải là bị phong ấn lại sao? Hứa ứng nói, xin hỏi tiền bối, xảy ra điều gì nhiễu loạn? Bác thần tử trong lòng kinh hoàng, nói ta làm sao biết cổ xưa như vậy sự tình. Ta chỉ là một cái đi ngang qua nơi đây lão nhân bình thường thôi, ba nghìn năm trước sự tình không liên quan gì đến ta. Hứa ứng truy vấn, những người kia đều đi nơi nào? Luyện khí sĩ đều đi nơi nào? bọn hắn không có khả năng một đêm biến mất, bác thần tử cắn răng, nói ta thật là đi ngang qua nơi đây, ta. Tốt ha, à, đế khâu sửa tình, ta nghe được một chút xíu nghe phong phanh. Nghe nói, có thể cùng võ đế thời kỳ thiên nhân cảm ứng có quan hệ. Khi đó luyện khí chạy tới cùng đồ mạt lộ, mọi người vì trường sinh, đi lên một con đường khác, chính là thiên nhân cảm ứng, vô hạn phóng đại mình cùng thiên địa tự nhiên cảm xúc. Hắn cái chán toát ra mồ hôi mịn, nói bọn hắn cảm xúc đến thần hứa ứng nghi ngờ nói thần chẳng lẽ là thiên thần bác thần tử lắc đầu nói không phải thiên thần bọn hắn cảm xúc đến thần không phải tới từ thiên đạo thế giới mà là một hư không khác xưng là ngôi khư nghe đồn ngôi khư liền giấu ở trong vực sâu hứa ứng nao nao lúc này ngoan thất chính du tẩu tại vực sâu biên giới tìm kiếm trong danh sơn đại xuyên phải chăng có phượng hoàng nghỉ lại ngô đồng thụ hắn chưa phát giác nhìn xuống dưới chỉ gặp trong vực sâu âm gian dương gian hai đại thế giới còn tại va chạm từ lòng đất truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc như bỏ hống như rồng gầm nếu như dùng thiên nhãn đi xem còn có thể nhìn thấy to lớn lại trơn nhẵn thân thể tại trong dung nham nhấp nhô nhưng định thần nhìn lại chính là hình lân phiến nham thạch thời đại kia luyện khí sĩ không cách nào phi thăng vô hạn phóng đại cảm ứng của mình tiếp xúc đến ngôi khư bên trong thần minh thần bí tại những thần minh thần bí kia truyền thụ dưới càng cường đại hơn cảm ứng pháp môn bị khai phát đi ra bác thần tử mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều tận lực chọn lựa chính mình có thể nói cẩn thận từng ly từng tí nói tiếp nói loại này cường đại cảm ứng pháp môn có thể cho luyện khí sĩ nhập đạo cực sâu xâm nhập trong ngôi khư cùng ngôi khư thiên địa thành lập càng sâu tầng liên hệ lúc kia có truyền thuyết tiến vào ngôi khư có thể trường sinh khả năng đế khâu mất tích bây giờ tái hiện liền cùng ngôi khư cảm ứng có quan hệ hứa ứng trong lòng nhảy lên kịch liệt mấy lần đột nhiên nghĩ đến nhập đạo chi mê Na sư nhập đạo lúc, nếu như nhập đạo quá sâu, liền sẽ cảm thấy được đại khủng bố, phảng phất nghe được trong vực sâu truyền đến không thể tưởng tượng nổi nói mớ, đem người nhập đạo kéo vào vực sâu. Loại tình huống này, hứa ứng chính mình đã từng tao ngộ qua. Chẳng lẽ nói nhập đạo quá sâu, gặp phải đại khủng bố, kỳ thật chính là ngôi khư thần minh. Rất có thể, bất quá, vì sao năm đó luyện khí sĩ cùng ngôi khư thần minh thành lập liên hệ đằng sau, đến na sư đằng sau, liền sẽ biến thành nguy hiểm cho na sư tính mệnh đại khủng bố nhập đạo có khả năng tử vong. Đây cơ hồ là tất cả thiên tư thông minh na sư chung nhận thức, trở thành một kiện tràn ngập hung hiểm sự tình. Đột nhiên, hắn lấy ra nguyên vị ương giao cho hắn hai trang công pháp kia, nguyên đạo chư thiên cảm ứng, trong lòng thình thịt đập loạn. Nguyên gia nguyên đạo chư thiên cảm ứng, là luyện thành vô thượng thần thức, cảm ứng chư thiên, dùng cái này có được cường đại thần thông bất khả tư nghị, nguyên gia chính là sâu âm đạo này. Có lẽ có thể thông qua môn công pháp này, cảm ứng được đại nguyên chỗ sâu hứa ứng con mắt càng ngày càng sáng tỏ nguyên vị ương giao cho hắn mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng đầy đủ dùng hắn nguyên bản định bù đắp môn công pháp này khuyết điểm có thể luyện hóa hoàng đình tiên dược lúc lại đi tu luyện nhưng là hiện tại hắn quyết định muốn sớm tu luyện cường hóa thần thức của mình cảm ứng đi tiếp xúc bác thần tử nói tới cái kia ngôi khư thế giới hứa ứng dò hỏi tiền bối như vậy vực sâu cuối cùng chính là ngôi khư bác thần tử lắc đầu không biết như vậy có phải là hay không đại hán võ đế thời kỳ luyện khí sĩ dùng thiên nhân cảm ứng cùng ngôi khư thành lập liên hệ đưa đến luyện khí sĩ biến mất không biết những người biến mất kia phải chăng đi ngôi khư không biết như vậy lần này thượng cổ thiên địa tái hiện nhân thế có phải là hay không từ trong ngôi khư thả ra không biết bác thần tử hỏi một chút bốn không biết hứa ứng tức giận trong lòng phất tay áo nói tiền bối cái gì cũng không biết muốn ngươi để làm gì hạ cái vấn đề ngươi nếu như cũng không biết liền xin tiền bối xuống dưới a bác thần tử mặt lộ vẻ khó xử thầm nghĩ người hỏi vấn đề ta có chút không biết có chút biết nhưng không thể nói ta cũng không thể tránh được hứa ứng nói phượng tiên nhi bây giờ ở nơi nào tiền bối dù sao cũng nên biết a à. bác thần tử muốn trả lời không biết nhưng nghĩ tới hứa ứng vừa rồi nổi giận đổ lo lắng hắn chạy tán loạn khắp nơi thầm nghĩ để hắn tìm được phượng hoàng mốc kia liền không cần lo lắng hắn bốn chỗ vui chơi đến lúc đó trấn ma Phủ văn đi vào liền vạn sự đại cát lại có thể thanh thịnh rất nhiều năm hắn ha ha cười nói hứa yêu vương quá nóng này dạng này không tốt nhưng cũng may ta biết mấy chỗ địa phương có ngô đồng thần thụ có thể chiêu phượng hoàng nói không chừng có thể tại cái này mấy chỗ địa phương tìm được cái kia tiểu phượng hoàng hứa ứng nổi giận thành vui hướng hắn bồi lễ nói vãn bối vừa mới tâm tính không tốt hướng tiền bối tạ lỗi còn xin tiền bối thông cảm bác thần tử cười nói người lại có chỗ nào sai hắn nói đến đây nào nào thầm nghĩ chờ một chút hắn hỏi ta vấn đề ta không đáp hắn liền nổi giận ta bốc lên nguy hiểm tính mạng trả lời hắn vui vẻ sau hướng ta xin lỗi ta nói hắn không sai ân hắn dùng mình ta đây là thế nào Bác thần tử hối hận một phen phân chấn tinh thần nói các ngươi đi tung sơn hơn phân nửa tìm không thấy phượng tiên nhi kinh thi bên trong nói phượng hoàng minh vậy tại kia chạm gác cao ngô đồng sinh vậy tại kia triều dương có thể bị phượng hoàng để ý ngô đồng thụ chỉ cần là thần thụ, bực này cây, chỉ cần trồng ở chỗ cao nhất, mỗi ngày khi mặt trời lên, nó có thể nhìn thấy vệt ánh nắng đầu tiên. Trải qua hắn như thế một phen giải thích, hứa ứng liền lập tức hiểu được. Trên cửu nghi sơn ngô đồng thụ, chính là sinh trưởng tại đỉnh núi, cao hơn bốn phía những ngọn núi khác rất nhiều, bởi vậy có thể hấp dẫn phượng tiên nhi rơi vào phía trên. Bác thần tử nói, phượng hoàng giỏi về tỉnh lại viễn cổ thần cầm huyết mạch, rơi phượng chỗ, tất có dị cầm chúng ta chỉ cần gấp chằm chằm hai thứ này, liền có thể biết nơi đó phải chăng có Phượng Hoàng. Hứa ứng chân thành cảm ơn, nói, nếu không có tiền bối chỉ điểm, chúng ta ngăn không được muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Bác thần tử cười nói, hứa yêu vương, các người vội vã tìm kiếm Phượng Tiên Nhi, cần làm chuyện gì? Hứa ứng hướng Trúc Thiền Thiền chép miệng, nói còn không phải là vì bảo hộ nàng. Bác thần tử hướng Trúc Thiền Thiền nhìn lại, có chút không hiểu bảo hộ nàng. Bảo hộ nhà đầu này làm cái gì? nhà đầu này thơm quá, hắn lơ đánh, cười nói, bảo hộ nàng không cần phượng hoàng. Có lão hủ tại, bảo hộ nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Hứa yêu vương nếu là tin được lão hủ, không bằng vẫn là đi tung sơn. Chúng ta ngay tại tung sơn ở mấy ngày, gặp một lần nha đầu này cừu địch. Trúc thiền thiền ngay tại luyện hóa thể nội tiên dược, đột nhiên khẩn trương lên, hướng hứa ứng nói, ta bị để mắt tới, chúng ta chỉ cần mau mau tìm đến tránh né chỗ. Hứa ứng trần chờ một chút, hướng bác thần tử nói, như vậy đến tung sơn về sau, còn xin tiền bối hỗ trợ, chống cự cường địch. Dễ nói, dễ nói, bác thần tử miệng đầy đáp ứng, thầm nghĩ nếu là theo bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi, tìm kiếm cái gì phượng hoàng, chỉ sợ hai vị đạo hữu kia tìm chúng ta còn lớn hơn phí khổ tâm, không biết muốn kéo dài tới khi nào mới có thể cho hắn cả bên trên trấn ma phong ấn. Lưu tại tung sơn, hai vị đạo hữu liền dễ dàng tìm được chúng ta. Tung Sơn vốn cũng không xa, ngoan thất du động tốc độ cực nhanh, trời còn chưa tối, liền tới đến dưới chân tung sơn. Bây giờ tung sơn không thể tầm thường so sánh, trở nên càng thêm nguy nga cao lớn, ngọn núi này trở nên cùng lúc trước khác biệt, lúc trước có 72 ngọn núi, bây giờ 72 ngọn núi từ lòng đất xuất ra, từ đuôi đến đầu, sinh trưởng ra càng nhiều ngọn núi. Ngọn núi kia lấy ngàn mà tính, cùng 72 ngọn núi cùng một chỗ, sinh trưởng tại một khối ngọn núi khổng lồ phía trên. Ngọn núi cổ lão hùng vĩ, dốc đứng như vách tường, khó mà leo lên, mây mù trắng ngần, Phiêu phù ở sơn nhạc ở giữa, có cuồn cuộn sông lớn từ trong núi chảy xuống, đi vào ngọn núi biên giới, liền phi quỳnh tiết ngọc giống như rơi xuống, hình thành một đạo vạn trượng thác nước, úy vi tráng quan. Hứa ứng đám người đi tới nơi này lúc, chính vào mặt trời chiều ngã về Tây, ta dương phẳng phất treo ở thác nước cùng trong núi lớn ở giữa giữa khe hở, để ngọn núi này không nói ra được hùng tráng. Trong núi, còn có tiên khí lượn lờ, hẳn là bùi độ nói tới động tiên phúc địa chỗ. Chúng ta đi trên đỉnh cao nhất có thể nhìn thấy phạm vi ngàn dặm phải chăng có ngô đồng thụ. Hứa ứng đề nghị, bác thần tử tự nhiên đáp ứng, thầm nghĩ, đỉnh cao nhất tốt nhất, dễ dàng cho hai vị đạo hữu tín hiệu, để bọn hắn mau chóng tìm tới. Hứa ứng nói, thất ra, làm phiền ngươi, ngoan thất cười nói, dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Bây giờ chính là ta mặt dài thời điểm, hắn phồng lên khí huyết, lập tức quanh thân kiếm khí lưu chuyển, đầu này 20 trượng đại xà ngựa kiếm khí thuận gió lôi, vậy mà phi thân lên, hướng về cái kia cao ngất tận trời tung sơn đỉnh phong bay đi. Bác thần tử nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ con đại xà này không những thức tỉnh huyết mạch, hay là cái na khí đồng tu luyện khí sĩ, hắn nếu là tu đến phi thăng kỳ, ai còn là đối thủ của hắn. Cũng may không thế nào thông minh dáng vẻ, trong lòng của hắn bổ sung một câu, đợi đi vào tung sơn kim đỉnh, chỉ gặp mặt trời xuống núi, nhưng kim đỉnh hay là bừng sáng, có ánh mặt trời chiếu sáng. Trúc thiền thiền tâm thần bất định, nói nhỏ, a ứng, thiên ma sắp tới, chỉ sợ đêm nay liền đến. Hứa ứng khuyên lớn, có bác thần tử tại, người cứ việc đem tâm cất kỹ. Trúc thiền thiền trong lòng khó có thể bình an. Hứa ứng hướng bác thần tử nói, thiền thiền có địch nhân tối nay tới chơi, thực lực cực kỳ cao minh, còn xin tiền bối viện thủ. Bác thần tử cười nói, một mực hắn tới, muốn hắn có mệnh đến, mất mạng về. Hứa ứng yên lòng, hỏi thăm Trúc thiền thiền, thiên ma sẽ như thế nào tìm tới. Trúc thiền thiền nói, thiên ma giỏi về đoạt xá, tự thân cũng cực kỳ cường đại, nếu là đoạt xá cường giả, thực lực càng mạnh. Hứa ứng lập tức triệt để yên tâm, cười nói, nơi này xa mút ngàn dặm không có người ở, trừ chúng ta, không có thở hắn đoạt xá. Huống chi còn có chung gia tại, thiên ma mơ tưởng đoạt xá bất luận kẻ nào. Trúc Thiên Thiên nói, chỉ hy vọng như thế. Tông Sơn, chủ vì ba ngàn dặm, trong núi có tiên quang mờ mịt, bao phủ tư mã động thiên. Động thiên này sau cửu nghi còn muốn khổng lồ, nghe đồn đặng tiên nhân ở chỗ này phi thăng, lưu lại một khối phi thăng địa. Lúc này, màn đêm buông xuống, bùi ra, thôi ra, lý ra các loại thế gia na sư, tử đệ cùng tộc lão còn ở lại chỗ này tòa trong động thiên đào móc, ý đồ tìm kiếm được thượng của tiên nhân bảo tàng. Các đại thế gia tự biết không cách nào độc chiếm chỗ này động thiên phúc địa, cho nên cùng một chỗ khai quật, làm mạc kim giao ý. Những ngày gần đây, bọn hắn tử thương vô số, nhưng cũng thu hoạch được không ít bảo vật. Đào được, đào được, đột nhiên, trong động thiên truyền đến tiếng kêu hưng phấn, có na sư vui mừng hớn hở, hướng tộc lão thông báo, nói chúng ta móc ra một bộ tiên thi. Tộc lão vừa mừng vừa sợ, hết lòng hào hữu tân tác bắt được người rồi khủng bố vô hạn lưu, huyền nghi suy luận làm chủ, bộ thứ nhất vốn đã hoàn tất, có thể thu đợi làm thịt. PS, Hôm nay hai chương hơn vạn chữ, tính bộc phát A. Chương 111, Thiên Ma Giả dạ Tập, Cử Thiên Chuông Rơi. Tung Sơn từ mã động thiên, thế gia khác cũng lập tức đạt được hoàng thất lý ra đào ra tiên thi tin tức, các tộc lão nhao nhao dẫn người đến đây. Các đại thế gia không hề đơn độc thăm dò một nơi động thiên phúc địa năng lực, chỉ cần nhiều nhà liên thủ, bởi vậy tại trong động thiên phúc địa lấy được lợi ích cũng chỉ cần chia đều. Từ khi thiên địa đại biến đến nay, còn chưa từng đào móc qua tiên thi, lần này Lý Gia mơ tưởng độc chiếm. Một vị thôi gia tộc lão kích động vạn phần, cười nói, Lý Gia cũng không muốn đắc tội chúng ta tất cả thế gia ha. Triệu gia tộc lão ha ha cười nói, trừ phi hắn Lý Gia không muốn ngồi ổn giang sơn, nếu không liền chỉ cần lấy ra chia sẻ từ khi âm gian xâm lấn không đơn giản vĩnh châu các nơi cũng đều toát ra rất nhiều vùng đất mới nguyên bản thống trị các nơi châu quận cùng huyện trấn mất liên lạc châu quận cùng thần đô liên hệ cũng rất yếu ớt hoàng quyền thất thế vô lực thống trị địa phương quan phủ các nơi mất có thể không cách nào thống trị hạt địa hoàng thất lý gia muốn gắn bó thống trị địa vị liền chỉ cần dựa vào các đại thế gia một đám tộc lão đem người đi vào hoàng thất lý ra tại tư mã động thiên cứ điểm đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, liền gặp Lý Gia Na sư ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Mà tại cứ điểm trung tâm, một ngụm nặng nề quan tài đã mở ra, trong quan tài không có vật gì. Hoàng thất chúng ta, mau lui, đám người trong lòng biết không ổn, vội vàng xoay người, đã thấy cả người khoác tiên hoa nam tử tuổi trẻ ngăn trở bọn hắn đường đi. Trên người hắn y phục cực kỳ cổ lão, là do lông vũ cùng tơ vàng bệnh mà thành, không phải đương kim thế nhân quần áo kiểu dáng, trên cổ treo ngọc lam dây chuyền trên đầu mang theo chim đầu dìu phối sức một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trên người hắn trong tiên hoa tản mát ra trận trận thanh hương hắn như ngộ nhập phàm trần tiên nhân không nhiễm một tia bụi bặm thế tục với hắn chỉ là vướng víu nhưng mà mọi người thấy hắn bên tai liền truyền đến xì xào bàn tán tạp âm giống như là có đồ vật gì chui vào trong đầu của bọn hắn đối bọn hắn nói chuyện người trẻ tuổi mặc vô y mỉm cười hé miệng một đầu đầu lưỡi rối ra dài hai ba trượng ngắn, liếm liếm một vị xài ra nữ đệ tử khuôn mặt. Nữ tử kia giống như là bị sợ choáng váng, đột nhiên bị cái kia linh hoạt đầu lưới cuốn lấy cổ, cao cao vung lên. Người trẻ tuổi mặc phụ y ngửa đầu hướng lên trời, mở cái miệng rộng, cái kia xài thì nữ tử đầu dưới chân trên bị hắn nhét vào trong miệng. Đám người kinh hô, lập tức các loại na thuật thần thông bay lên, phô thiên cái địa hướng người trẻ tuổi mặc vũ y kia bay đi, thậm chí, trực tiếp tế lên được từ tòa động thiên phúc địa này luyện khí sĩ pháp bảo, hướng người trẻ tuổi mặc vũ y kia đánh tới. Người trẻ tuổi mặc vũ y mỉm cười, một lát sau, hết thảy ba động lắng lại. Trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều cỗ ngổn ngang lộn xộn thi thể. Người trẻ tuổi mặc vũ y kia rất có kiên nhẫn, hé miệng, đem một bộ lại một bộ thi thể nhét vào trong miệng. Dùng ăn hoàn tất, lúc này mới hướng hứa ứng bọn người chỗ tung sơn đỉnh cao nhất đi đến. Trên đỉnh cao nhất, chuông lớn thăm thầm chuyển động, vô thanh vô tức, đem mọi người bảo hộ ở dưới chuông, vô luận hứa ứng hay là trúc thiền thiền, hoặc là lão ông áo trắng bắc thần tử, đều không có đi ngủ. Chỉ có ngoan thất ngửa mặt chỉ lên trời, cổ kéo dài trực tiếp, hô a hô a ngủ thiếp đi. Hắn còn ngáy ngủ, lúc hấp khí đầu lưỡi lùi về, lúc hô khí, đầu lưỡi liền vươn ra rất dài, trong gió như gợn sóng lắc lư. Thất gia tâm thật rộng, chuông lớn thầm khen, chúc thiền thiền liền khẩn trương đến run lẩy bẩy, dựa vào sau lưng hứa ứng, thỉnh thoảng nhô ra cái ót nhìn chung quanh. Nàng vẫn sinh trưởng thân thể, mặc quách tiểu điệp y phục, quá rộng rãi, bốn chỗ hở. Trên núi Hàn Phong thổi, thiếu nữ y phục liền phồng lên, vội vàng ôm chặt thân thể, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Bác thần tử không biết từ nơi nào lấy ra một cái bàn đá, mang lên bàn cờ, mình cùng chính mình đánh cờ. Lão ông này là người tràng diện, cho dù là tại ban đêm, cũng có một đạo ánh nắng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở trên người hắn, đem bàn đánh cờ chiếu sáng sáng tỏ. Mặc kệ như thế nào, lão ông này hoàn toàn chính xác khí tràng mười phần, chuông lớn thầm khen một tiếng hứa ứng thì thừa dịp bắc thần tử ánh nắng đem trên hai trang giấy vàng kia nguyên đạo chư thiên cảm ứng hiểu rõ ngay tại khẩn yếu quan đầu này thử nghiệm tu luyện nguyên đạo chư thiên cảm ứng a à ứng cũng là tâm lớn không biết thiên ma lợi hại chuông lớn thầm nghĩ trong lòng bất qua đối với thiên ma thực lực nó cũng biết không nhiều năm đó núi đá miếu hoang trong giếng cổ liền chấn áp một tôn thiên thần lường trước thiên thần thiên ma thực lực hẳn là không sai biệt nhiều nhưng vị thiên thần kia là chuông lớn chủ nhân bắt chân áp, chuông lớn đối với thiên thần chân thực chiến lực sở không quá chuẩn. Bác thần tử coi như không có khả năng ứng phó, cũng còn có ta. Nó thầm nghĩ trong lòng, hứa ứng châm trước thật lâu, rốt cuộc bắt đầu thôi động nguyên đạo chư thiên cảm ứng, điều vận tâm pháp, từ trong hoàng đình động thiên câu lấy huyền hoàng chi khí bên trong thiên dược. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, thần thức của hắn cũng dần dần tăng lên, năng lực cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ là kỳ quái là, lần này hứa ứng cũng không có loại kia đứng ở trong hắc ám cảm giác